chương 2260, như vậy huynh đệ. Tuyết Hoàng Thiên, cái nhục ngày hôm nay, ta ra các đàn thành sớm muộn cũng sẽ lấy trở về. Ra các đàn thành sắc mặt âm lãnh nói, hôm nay Tuyết Hoàng Thiên đến thế nhưng là hung hăng quét hắn mặt mũi và uy nghiêm, chỉ sợ chuyện này, sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp Nam Hải Tiên vực bên trong cao tầng cùng các đại thế lực. Có như thế một vị nửa bước thiên tôn cường giả bảo đảm lấy, chỉ sợ Nam Hải Tiên vực bên trong lại không mấy người dám đi gây tu la thần điện. Còn có ngươi, Mục Phong, người còn có 7 ngày mạng sống cơ hội, bản tọa đến là muốn nhìn xem ngươi, ngươi là thật quan tâm thần huyết vẫn là bảo vật. Gia Cát Đan Thanh cười lạnh, hắn liệu định, Mục Phong, nhất định sẽ tới cầu xin tha thứ, sinh tử trước mặt, người nhất định sẽ làm ra cầu xin lựa chọn. Tầm nửa ngày sau, Tuyết Hoàng Thiên chạy về Tu La Thần Điện, trên mặt u ám chi sắc không tiêu tan, không có đoạt lại giải dược, hắn không biết được muốn thế nào đối Mục Phong nói. Thanh Loan Thiên Tôn cái kia hai kích cũng để cho hắn thụ không nhẹ thương thế, gãy mất cánh tay cũng không có khôi phục, vết thương lưu lại thiên tôn thần lực không có dễ dàng như vậy đi trừ. Phụ hoàng, người trở về, tuyết thần cảm ứng được tuyết hoàng thiên khí tức, vội vàng ra ngoài nghinh đón. Bất quá, gặp tuyết hoàng thiên gãy mất một tay, biến sắc phụ hoàng, ngài, ngài thụ thương. Không sao, tuyết hoàng thiên lắc đầu, tiến vào trong điện, tuyết hoàng bệ hạ, giải dược cướp về sao, vừa tiến vào mục phong trong tầm cung, đám người vội vàng vây tới, mặt mũi tràn đầy hy vọng hỏi tuyết hoàng thiên không biết được như thế nào cùng mọi người nói thở dài một tiếng cái này thở dài một tiếng để mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên trầm xuống phong nhi thật xin lỗi tuyết hoàng thiên nhìn về phía trên giường mục thở dài nói không gì sánh được tự trách nghĩa phụ người người thụ thương mục phong sắc mặt tái nhợt nhìn qua tuyết hoàng thiên gãy mất một tay kinh ngạc nói lúc đầu ta có nắm chắc cầm tới giải dược đan thần điện người cũng không phải đối thủ của ta đáng tiếc thời khắc mấu chốt thanh loan thiên tôn xuất thủ bảo hộ ra cát đan thanh thanh loan thiên tôn thực lực tại chúng ta phía trên lại có thần kiếm ta không phải đối thủ của hắn bị hắn kích thương trở về thật xin lỗi nghĩa phụ nghĩa phụ không có có thể vì ngươi đoạt đến giải dược tuyết hoàng thiên tự trách nói ra mục phong cố nặn ra vẻ tươi cười nói không sao có lẽ thật sự là mạng ta đổi như thế đi chỉ là đáng giận cái kia thanh loan thiên tôn tổn thương nghĩa phụ ta còn có phân thân đâu lớn không bản tôn vẫn phân thân phân thân thay ta sống sót phong ca chiến phong đám người nghe vậy lần nữa nhịn không được nước mắt vỡ ỏa lên tiếng phong nhi nghĩa phụ vô năng vì ngươi đoạt giải dược ngươi nếu là thật sự vẫn nghĩa phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi bất quá gia cát đan thanh là muốn đoạt ngươi bảo vật gì thực tế không được ta liền lui một bước nhẫn hắn nhất thời đem bảo vật cho hắn đi tuyết hoàng thiên khuyên nhủ mục phong thở dài một tiếng nói cái kia bảo vật quan hệ chúng ta tu la tộc một số trọng đại bí mật không thể giao ra, không phải, tất nhiên vì ta tu La tộc trêu chọc hỏa sát thân a, ta có thể vẫn thế nhưng là ta chủng tộc không thể vong. Tuyết Hoàng Thiên nghe vậy há hốc mồm, cũng không biết được làm như thế nào khuyên. Hắn cũng là nhất tộc đứng đầu, nhất quốc tri quân, đồng dạng, tại chính mình chủng tộc tồn vong cùng cái nhân sinh chết trước mặt, hắn cũng sẽ lựa chọn chủng tộc từ bỏ chính mình. Hắn không có lý do gì khuyên Mục Phong vì chính mình từ bỏ chính mình chủng tộc. Thân là lãnh tụ người, nhiều khi nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật tiếp nhận so với thường nhân nhiều quá nhiều. Không, Phong ca còn có được cứu, một ngạt rất lâu dược xuyên, lúc này đột nhiên trầm thấp lên tiếng. Cái gì, ngươi, ngươi nói Phong ca còn có được cứu. Đám người nghe vậy tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, toàn bộ đồng loạt nhìn về phía dược xuyên. Đúng vậy a, à, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, còn có thể cứu Phong ca. Dược xuyên cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ha ha, quá tốt, chết bàn tử, ta liền biết rõ ngươi có thể, không phải ngươi nha nhiều năm như vậy chị liền học uổng công mục cuồng đại hỉ ôm dược xuyên tại hắn trên mặt hung hoang hôn một cái lăn lão tử không chơi gay dược xuyên thoáng cái đẩy ra kích động mục cuồng mà mục phong lại là hồ nghi nhìn dược xuyên trước đó dược xuyên không phải nói không có cứu sao phối trí giải dược đều không có thời gian dược xuyên làm sao cứu ngươi nhanh lên ra tay đi tất cả mọi người kích động hưng phấn nhìn qua dược xuyên tuyết hoàng thiên cũng là lộ ra nét mừng ta lập tức xuất thủ, tất cả mọi người ra ngoài đi, lưu ta cùng phong ca là được rồi. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Dược xuyên nghiêm túc nói, tốt, tốt, chúng ta ra ngoài, chúng ta ra ngoài, người nhanh cứu phong ca, người có thể cứu về phong ca, về sau lão tử mỗi ngày mời người uống rượu ngon nhất, cua tốt nhất cô nàng. Mục cuồng bọn người mừng rỡ như điên, từng cái liên tiếp ra ngoài, đóng lại điện môn. Mà trong phòng, cũng chỉ có dược xuyên cùng mục phong, Dược Xuyên vung tay lên, bố trí ra một đạo kết giới ngăn cách cách âm. Dược Xuyên, thật có cứu sao? Mục Phong nhíu mày trầm giọng nói, nhìn thẳng chính mình huynh đệ. Ha ha, Phong ca, ta lúc nào lừa qua ngươi, ta vừa mới nghĩ lên một loại phương pháp mà thôi. Dược Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, em gái ngươi gạt ta số lần còn thiếu à? Mục Phong cười một tiếng, ngửa đầu nhìn hướng lên trời trần nhà, nói thật tốt, còn tốt lão tử năm đó nhận biết ngươi, ha ha. Đúng vậy a à, Phong ca, tốt may mắn đời ta cũng gặp ngươi dược xuyên ngồi dựa vào mục phong trước giường nhìn trần nhà cười khóe mắt lại là xẹt qua một giọt nước mắt dược bàn tử cũng sẽ khóc à hồi nhớ năm đó ha ha người ta gặp phải thời điểm vẫn là nguyên đan cảnh giới tiểu tu sĩ hai cái hiện tại chúng ta nhóm thổi khẩu khí liền có thể diệt sát sâu kiến đảo mắt nhanh hai trăm năm đi qua ngươi mang theo ta các huynh đệ thành tựu một phen bá nghiệp thành tiên giới đỉnh phong thiên đế bao trùm ước vạn người phía trên ta chưa từng có nghĩ tới đời ta sẽ có huy hoàng như vậy nhân sinh bất quá cái này đều không phải là ta chân quý nhất để cho ta chân quý nhất là phong ca là đám này huynh đệ tỉ muội ha ha còn nhớ rõ phong ca vì ta quỳ xuống thời điểm đâu kia là đời ta lần thứ nhất có người vì nguyện ý cứu mạng ta nhận hết khuất nhục quỳ xuống huống chi là thẳng thắn cương nghị phong ca cái kia thời điểm ta liền thề ai muốn để phong ca tại rơi vào như thế khuất nhục ta nhất định sẽ xé xác hắn Dược xuyên trên mặt lóe qua một tia giữ tợn nói ra. Đều là chuyện cũ, người nói những này làm gì, ngươi là ta huynh đệ, ta tự nhiên dùng mệnh hộ ngươi, bỏ qua một số tôn nghiêm không đáng giá nhắc tới. Mục Phong đột nhiên cười một tiếng, nói chết bàn tử, đa sầu đa cảm cũng không phải ngươi tác Phong A. Ha ha, đúng, ta là Phong ca huynh đệ, Phong ca có thể dùng mệnh hộ ta, ta cũng sẽ dùng mệnh hộ Phong ca. Dược xuyên cười to, đứng dậy, nhìn qua Mục Phong, Mục Phong sắc mặt trầm xuống, bởi vì dược xuyên treo đầy nước mắt phong ca đời này chuyện tốt nhất liền là gặp ngươi gặp phải các huynh đệ còn có gặp phải Mỹ nhi a à, ta thật không muốn chết a à. ha ha ta là như thế không nỡ bỏ ngươi nhóm thế nhưng là ta càng không muốn để phong ca chết chiến phong có thể không có ta thế nhưng là không thể không có phong ca cho nên một kiếp này ta đến thay phong ca thụ đi dược xuyên cười nói nước mắt cộp cộp rơi xuống hắn đột nhiên một trường vỗ tại mục phong đầu trên chính mình bản nguyên hồn lực toàn bộ tràn vào mục phong thần hải. Tế hồn, độc dẫn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2261, tình nghĩa bi ca. Oanh, dược xuyên đại lượng bản nguyên thần hồn lực đo anh một tiếng tràn vào mục phong thần hải, ngưng tụ ra dược xuyên thần hồn, mà cỗ này bản nguyên thần hồn lực đo lại liên tục không ngừng tràn vào mục phong thần hồn bên trong. Mục phong thần hồn bên trong, có một đầu đã trưởng thành đến ngón cái lớn nhỏ kim sắc cắn thần trùng tử độc linh, ngay tại một khắc không ngừng thôn vệ mục phong bản nguyên, phóng thích hồn độc tê liệt mục phong thần hồn. Ngươi không phải muốn thôn vệ sao? Vậy liền đến thôn vệ ta đi, đừng tổn thương ta phong ca, độc dẫn. Dược xuyên thần hồn vô cùng giữ tợn gầm thét, bản nguyên hồn lực tràn vào mục phong trong cơ thể, dùng thiên độc trải qua hấp vệ cái này vệ thần cửu nhật tán độc tính. Dược xuyên, chết bàn tử, ngươi làm gì? Mau dừng lại, dừng lại, mục phong giống to, hắn rốt cuộc biết rõ Dược Xuyên muốn làm gì, cái gì giải cứu chi pháp, cái này ra hỏa, là muốn đem độc chuyển di hắn chính mình trên thân A. Dược Xuyên, dừng lại, có nghe thấy không, dừng lại, ta còn có phân thân, không cần người dạng này hy sinh, người dừng lại cho ta. Mục Phong vội vàng đến gào thét, hắn bây giờ muốn ngăn cản Dược Xuyên lực lượng đều không có. Phong ca, nếu như cửa này ta không chịu đựng nổi, nhớ kỹ đi giúp ta đem Mỹ Nhi tộc nhân cứu ra, còn có, để Tuyên Nhi cũng đừng chờ lấy gả cho ta, ta có lẽ đợi không được ta như thế sắc như thế không đáng tin cậy để cho nàng đừng các loại phong ca thật may mắn gặp ngươi nhóm một thế này không dài bàn tử ta cũng cảm thấy giá trị dược xuyên cười nói đang toàn lực hấp thu mục phong thần hồn bản nguyên bên trong độc chuyển di độc tố dừng lại ngươi cho lão tử nghe dưới ta không cần ngươi cứu ngươi nếu là không tại nếu là không có ngươi cái này huynh đệ ta tình nguyện không cần bộ thân thể này thần hồn ta muốn ngươi dừng lại mục phong điên cuồng gầm thét lên hắn chính mình nước mắt cũng nhịn không được bão tố xuống tới dược xuyên không nghe chỉ lo điên cuồng hấp thu vệ thần cử nhật tán độc người tới mau tới người mau tới người cho ta ngăn cản dược xuyên có ai không a à a à? đã bố trí cách âm kết giới đảm nhiệm mục phong làm sao hô người cũng không có người nghe thấy chết bàn tử lão tử mệnh lệnh ngươi ngươi dừng lại cho ta ngươi nếu là chết đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi ngươi cho ta là huynh đệ ngươi liền dừng lại cho ta không cần a à. Mục Phong kêu khóc, chín thước nam nhi, sát thần giết ma sát tiên lông mày không nhíu một cái thanh niên giờ khắc này nước mắt trào lên, giờ khắc này, hắn cũng cảm giác chính mình là như thế bất lực. Cho ta cắn, dược xuyên thần hồn gào thét gầm thét, Mục Phong thần hồn bên trong rốt cục tất cả phệ thần cửu nhật tán toàn bộ bị hấp thu tràn vào hắn chính mình thần hồn bản nguyên ngươi bên trong, ngưng tụ ra mạnh hơn, càng lớn cắn thần độc linh. Bạch, dược xuyên thần hồn trở về bản thể, hắn mở mắt ra, nhìn qua thuốc thiết Mục Phong, chính mình chịu đựng thiên đại kịch liệt đau nhức cười nói phong ca ngươi cũng vô dụng ngươi còn nói không cho phép để cho chúng ta khóc người mẹ nó chính mình cũng rơi lệ ha ha cái này một phút ta nhưng là xem thường ngươi chết bàn tử đi lời nói xong dược xuyên a à một tiếng ôm đầu kêu thảm độc tính bộc phát dược xuyên mất đi khí tức nằm trên mặt đất thống khổ đến vặn vẹo mặt dần dần khôi phục bình tĩnh khóe miệng vậy mà dơ lên một vệt đường cong cái này vệt ý cười không bỏ cũng dứt khoát dược xuyên Chết bàn tử, huynh đệ, a à a. À. Mục Phong khàn khàn gào thét thút thít, mất đi chi giác thần hồn, rốt cục khôi phục nhận biết, nhục thể cũng có chút chi giác. Bành, Mục Phong từ trên giường bò lên quẳng xuống đất, bò hướng Dược Xuyên, ôm lấy Dược Xuyên dần dần băng lãnh thân thể, hé miệng khóc không ra tiếng, thanh âm khàn khàn dần dần truyền ra. Oanh, mà lúc này, Mục Phong mấy cố phân thân rốt cục chạy đến, oanh mở Dược Xuyên bố trí kết giới, mang theo những người khác tiến vào trong điện. Mục Phong mấy cỗ phân thân từng cái toàn bộ buồn nhưng rơi lệ, quỷ gối Mục Phong bên người. Phong ca, người tốt, Dược Xuyên lại thế nào? Những người khác vào nhà, gặp Mục Phong ôm lấy Dược Xuyên thuốc thít, từng cái vội vàng vây tới. Mục Phong không nói khóc ròng hai mắt vô thần ôm lấy Dược Xuyên thân thể. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phong ca, làm sao? Dược Xuyên lại thế nào? Mục cuồng bọn người rốt cuộc ý thức không đến nơi rượu, từng cái sắc mặt u ám. Lăn, đều cút ra ngoài cho ta. Mục Phong đột nhiên gầm thét lên, đôi mắt xích hồng, giận nhìn qua những người khác, đây là hắn lần thứ nhất chân chính đối chiến phong người phát cáu. Tiểu Phong Phong, đến cùng làm sao? Tiểu Mỹ lệ nhịn xuống nước mắt tới hỏi, nàng lần thứ nhất trông thấy Mục Phong như thế bi thương. Chờ tới gần ta, Mục Phong gầm thét, quát lui Tiểu Mỹ lệ. Phong Nhi, tỉnh táo, đến cùng làm sao? Tuyết Hoàng đại đế quát, thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ thần hồn chi lực, chấn động tất cả mọi người tâm thần. Dược xuyên hắn, vì cứu bản tôn, đem phệ thần cử nhật tán độc toàn bộ dẫn tới hắn chính mình thần hồn bên trong. Phong lồi phân thân cất tiếng đau buồn nói, cái gì, tất cả mọi người nghe vậy sắc mặt lại là biến đổi, chiến phong đám người nhìn về phía dược xuyên, lập tức con mắt miệng khô khốc, từng cái thống khổ mà ái náy quỳ trên mặt đất. Chết bàn tử, ngươi, ngươi, đây chính là ngươi phương pháp sao? Ngươi cái này không đáng tin cậy ra hỏa, lại gạt ta nhóm, đã có thể như thế, ngươi vì sao không đem độc dẫn tới ta mục cuồng trên thân đến, ngươi chết, về sau ai cho các huynh đệ tỉ muội chữa thương, ngươi tên ngu ngốc này, đại ngốc bức, đồ ngốc, sợ chết nhất ngươi, lần này vì cái gì ngốc như vậy a? À? Mục cuồng đi qua, cũng ôm dược xuyên gào khóc, dược xuyên ca ca, ngươi vì cái gì không đợi ta. Khổng tuyên nhi tới, càng là ôm lấy dược xuyên cánh tay khóc thành người mít hướt, những người khác, không có chỗ nào mà không phải là rơi lệ. Hắn gọi dược xuyên, từ chân ý bí cảnh quen biết, đã từng hai khỏa chân ý hồn tinh, để cái này dược sư tiểu bàn tử cùng mục phong kết làm huynh đệ đến vạn tượng thánh tông tuyển chọn chỗ, hắn sinh tử làm bồi, để hắn trở thành mục phong cái này sinh tử nhờ vả, không rời không bỏ huynh đệ. Hắn sợ chết, so người nào đều tiếc mệnh, háo sắc, thế nhưng là ai ngờ, tình nghĩa hai chữ lại là trong lòng hắn càng là nặng như vạn quân, vì hồng nhan nhưng bỏ sinh, vì huynh đệ, dám chịu chết. Như thế tình nghĩa, thực tế để cho người ta rung động cùng thở dài, Diệp ca, đây không phải cũng như lúc trước nghĩa Bạc Vân Thiên ngươi sao? Tuyết Hoàng Thiên cũng vì dược xuyên đối mục phong tình nghĩa mà động cho con mắt chua sót, người già, trong mắt luôn luôn dễ dàng tiến cát, dễ dàng bị cảm động. Dược xuyên, người tỉnh lại, có được hay không, về sau ta cũng không tiếp tục khi phụ ngươi, không nói ngươi sắc, người tỉnh lại có được hay không. Dược xuyên, ô ô ô hoa, thác bạt ngọc nhi các loại nữ tử cũng là thương tâm gần chết, giờ khắc này các nàng mới hiểu được, trước kia chính mình phi thường chán ghét người, nguyên lai tại trong lòng mình địa vị nặng như vậy. Không biết được qua bao lâu, mục phong nhãn thần mới dần dần khôi phục thần thái, bất quá hai con mắt bên trong, chỉ còn lại vô tận băng lãnh cùng sát ý. Hắn đứng dậy ôm lấy Dược Xuyên, từng bước một đi hướng điện bên ngoài. Phong ca, người đi làm cái gì? Những người khác vội vàng kinh hỏi cùng lên. Ta, Mục Phong trong đôi mắt lóe qua điên cuồng khát máu quang mang, tựa như trong đêm tối hung tàn nhất ác lang. Ta muốn đi giết ra các đan thanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 2262, đoạt mệnh một trận chiến. Mục phong thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, cái kia đáng sợ sát khí để chiến phong người đều vì đó phát lạnh. Chúng ta cùng người cùng đi, chiến phong không có người ngăn cản, từng cái toàn bộ đứng tại mục phong sau lưng. Nợ máu phải dùng máu đến nếm, bất diệt ra các đan thanh, ta chiến phong muốn cái này tính mệnh cùng tu hành cùng dùng, đi. Mục phong gầm thét lên, ôm lấy dược xuyên, thân thể đằng không mà lên. Dừng lại, Bất quá lúc này tuyết hoàng đại đế ngân tại mục phong trước người, quát lạnh nói, phong nhi, còn có các ngươi, đều cho ta tỉnh táo một chút, liền các ngươi những người này thực lực, đi đan thần điện liền muốn đi chịu chết, ra cắt đan thanh, vũ kiếm hùng, đây đều là đỉnh phong thiên đế, đan thần điện trực thuộc dưới trướng còn có hơn 40 tên thiên đế, các ngươi muốn đi chịu chết sao? Phong nhi, không nên vọng động, cố mà chân quý người huynh đệ dùng chính mình mệnh cho ngươi đổi cái mạng này, bằng ngươi thiên phú và năng lực, tương lai lo gì không thể báo thù. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn a. À. Tuyết Hoàng Thiên khuyên nhủ, "Nghĩa phụ, người tránh ra, ta không phải quân tử, cho nên muốn báo thù ta một khắc cũng chờ không. Đỉnh Phong Thiên Đế như thế nào, liều cái mạng này, Đỉnh Phong Thiên Đế ta cũng có thể giết." "Ta huynh đệ vì cứu ta chết, kẻ cầm đầu là gia cát Đan Thanh, ta một khắc cũng không muốn để hắn trả còn sống, ta muốn để hắn chết, để hắn sống không bằng chết, để hắn vì ta huynh đệ chôn cùng." Mục Phong gào thét hai con người xích hồng nhìn qua Tuyết Hoàng Thiên, trong đôi mắt nơi nào còn có bao nhiêu lý trí. Dược xuyên tại mục phong huynh đệ trong lòng, địa vị nặng bao nhiêu, chỉ có mục phong chính mình biết rõ. Hỗn chướng lời nói, tuyết hoàng thiên giơ tay lên trực tiếp cho mục phong một bàn tay đánh vào trên mặt, dùng chỉ có tay chỉ mục phong, giận dữ hết, người muốn báo thù tâm tình ta có thể lý giải, bất quá người thật sự cho rằng người mục phong là lên trời xuống đất không gì làm không được sao. Người huynh đệ vì cứu người chết, người bây giờ cái mạng này, hắn dùng mệnh cho người đổi lấy, người không chân quý, người vẫn xứng làm hắn huynh đệ sao? Mục Phong sắc mặt âm trầm không nói gì, Tuyết Hoàng Thiên lại gầm nhẹ nói, nhìn xem ngươi những này huynh đệ tỉ muội, bọn hắn đều nguyện ý cùng ngươi đi báo thù, thế nhưng là, thù coi như nên báo, các ngươi bảy kiến cỏ này còn muốn chết bao nhiêu? Muốn báo thù, xem trước một chút các ngươi chính mình có bao nhiêu cân lượng a, báo thù, lại chết huynh đệ, ngươi còn có thể làm gì? Khóc sao? Tuyết Hoàng Thiên lời nói đâm tâm không gì sánh được, bất quá làm một cái trải qua vạn cổ đế vương, hắn những lời này lại là nói chúng tim đen, để mất lý trí chiến phong vi vi tỉnh táo lại, từng cái trầm mặc mà không nói gì phản bác. Làm một cái hợp cách người lãnh đạo, vĩnh viễn không cần vì phẫn nộ cảm xúc choáng váng đầu óc, bởi vì, ngươi chết, liên lụy không phải một mình ngươi, ra các đàn thanh còn có thanh loan thiên tôn giữ gìn, thanh loan thiên tôn một người liền có thể tùy tiện diệt sát các ngươi, ngươi tỉnh lại cho ta. Tuyết hoàng thiên giận dữ hết, thanh âm chấn động tại mục phong tâm thần, tựa như hồng trung vang vọng. Ta, ta, mục phong nghẹn lời, im lặng mà đúng, thân thể run rẩy, thống khổ đến ngửa mặt lên trời thét dài, đây là hắn đột phá thiên đế đến, lần thứ nhất cảm giác được chính mình vẫn như thế yếu ớt vô dụng, hắn thái chán ghét loại cảm giác này, cũng quá sợ hãi loại cảm giác này. Tuyết Hoàng Đại Đế nói không sai, thiếu chủ nghĩ lại. Quân thiên tất cũng ở một bên khuyên nhủ, tu la tộc, không thể không có thiếu chủ. Vương thượng nghĩ lại, mạc hồ mạc báo bọn người quỳ xuống đất nói ra, ta hận a a a, mục phong gào lên đau xót trời dài, bất quá, trong lòng cái kia cực hạn phẫn nộ bao phủ lý trí rốt cuộc thanh tỉnh rất nhiều hận cái dám hận phong ca ta ta còn không có chết đây mà lúc này mục phong trong ngực dược xuyên đột nhiên nhúc nhích miệng phát ra cực kỳ thanh âm trầm thấp cái này yếu ớt thanh âm tựa như đẹp nhất tiếng trời tiếng vọng tại mục phong còn có tất cả chiến phong huynh đệ trong tai dược xuyên dược xuyên ca ca tất cả mọi người vội vàng vây tới kinh hỉ nhìn qua dược xuyên mục phong cũng là trong nháy mắt chuyển buồn làm vui dược xuyên dược xuyên huynh đệ người thế nào hắc hắc để cho các ngươi lo lắng a à, yên tâm tạm thời vẫn không chết dược xuyên khẽ động một chút khóe miệng thanh âm yếu ớt nói đại gia ngươi không chết ngươi không sớm một chút hố âm thanh không biết được lão tử rất quan tâm ngươi sao Ngươi cái chết bàn tử đại ngốc bức ngươi vì cái gì ngốc đến phải dùng mạng ngươi tới cứu ta mục phong ôm thật chặt chính mình huynh đệ nức nở nói hắc hắc không phải liền là muốn nhìn một chút phong ca cùng các huynh đệ có quan tâm hay không ta sao mở nhỏ trò đùa hiện theo ý ta gặp phong ca các huynh đệ tỉ muội ta dược xuyên đời này nhận biết các ngươi thật giá trị hiện tại để cho ta lập tức chết đi ta cũng vô hối chết ngươi đại gia không cho ngươi chết diêm vương dám thu ngươi lão tử dẫn người diệt hắn diêm vương biện. phong ca nói thật ngươi chơi gay không ngươi dạng này để huynh đệ ta rất khó chịu a à? a à, làm sao khiến cho giống sinh tử huyên ương đồng dạng để cho ta rất lo lắng ta vạn nhất sau khi chết muộn khiết khó giữ được a à, Người cút cho ta con bê a à, người đến cùng thế nào? Độc này, ngươi, ngươi có thể tự giải sao? Mục Phong hỏi, đây cũng là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Dược xuyên cơ hồ vạn độc bất xâm, bình thường cầm độc dược làm đồ ăn vặt ăn, đồ uống uống, mà lần này chúng độc quả thật làm cho tất cả mọi người không nắm chắc. Nói thật, không dám hứa chắc có thể hay không chịu qua được, ta biết lập tức phong bế thần hải đồng hóa cái này phệ thần cửu nhật tán cùng độc linh, nếu như tại chúng ta thần hồn bản nguyên bị thôn vệ hết trước có thể đồng hóa, ta không có chuyện, nếu như ta trong 7 ngày đồng hóa không, khả năng thật muốn chết cùng mọi người nói bái bai. Dược xuyên trầm giọng nói, có thể, người nhất định có thể vượt đi qua, ngươi là ta huynh đệ, ta mục phong huynh đệ, không có cái gì khó khăn cùng độc diệt được ngươi, ngươi nhưng là muốn trở thành vũ trụ vĩ đại nhất dược sư độc sư A, cắn thần độc tính là gì, dược xuyên, ngươi diệt cho ta nó, chinh phục nó, đừng quên, ngươi về sau còn muốn cua tận thiên hạ mỹ nữ, muốn thê thiếp thành đàn. Không cho ngươi từ bỏ không cho phép chiến bại, một trận chiến này, phong ca trợ không được ngươi, bất quá ngươi, nhất định phải cho ta đánh thắng, đánh không thắng, lão tử cắt đệ đệ ngươi, đem ngươi đốt thành cho rơi tại hố phân ngươi, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi mị nhi, cái kia mẹ nó là nữ nhân ngươi, phải cứu, ngươi cùng ta mục phong cùng đi cứu. Mục phong nắm dược xuyên tay, giờ khắc này, hắn mới là cái kia có thể cho huynh đệ vô hạn chính năng lượng thủ lĩnh. hóa nhà phong ca người quá ác, ha 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 ha, tốt, vậy ta liền đánh bại nó, bởi vì ta là mục phong, là chiến phong huynh đệ. Dược xuyên khẽ cười nói, dược xuyên, đánh bại nó, các huynh đệ tỉ muội chờ ngươi, chiến phong tất cả huynh đệ tới, đưa tay đặt ở dược xuyên trên mu u bàn tay, tầng tầng trồng lên vì dược xuyên động viên, chiến ý ngút trời. Dược xuyên ca ca, đánh bại nó, ta vẫn chờ gả cho ngươi đây. Khổng tuyên nhi ôm thật chặt ở dược xuyên đạo, vẫn thần bí cảnh bên trong, nàng đã đối liều mình cứu nàng dược xuyên tình căn thâm trùng. Có huynh đệ, có tỉ muội có người nhà, có mỹ người, ha ha, bàn ra nói cái gì cũng không thể bại lạc, chiến. Dược xuyên cười dài một tiếng, theo sau phong bế chi giác thần hải, cùng cắn thần độc linh đối kháng đoạt mệnh. Đây cũng không phải là một mình hắn chiến đấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 2263, đối phó dự định. Mục Phong đem Dược Xuyên đặt ở trên giường mình, Dược Xuyên ra ra Dược Phương ở một bên tùy thời chú ý Dược Xuyên tình huống. Dược Lão Gia Tử bây giờ cũng là tiên đế cảnh giới cường giả, đồng dạng tu hành tạo hóa thần nông biển, mặc dù thiên phú không có Dược Xuyên cao, bất quá cũng là tu la thần điện bên trong trừ Dược Xuyên y thuật cao minh nhất một người. Một mực đến, hắn cũng không có ở bên cạnh nói chuyện, hắn chỉ như vậy một cái cháu trai, bất quá, hắn cũng không có trách Dược Xuyên lựa chọn, chỉ là một mực tại sau lưng yên lặng ủng hộ Dược Xuyên, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu y thuật, cái này chính là trong nhân thế những này đáng giá nhất chúng ta lưu niệm cùng chiếu cố chữ tình, thân tình cũng tốt, tình yêu cũng được, hay là hữu tình, người việc làm làm người, chính là bởi vì hiểu tình. Ra ra, đều giao cho ngươi, Mục Phong thấp giọng nói, ừm, các ngươi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này có ta, để xuyên nhi an tĩnh đánh trận chiến này đi. Dược lão gia tử gật đầu, Mục Phong bọn người toàn bộ cung kính thi lễ, lui ra gian phòng, sợ quấy dậy đến dược xuyên. Phong ca, Bây giờ làm sao bây giờ? Thù này hận này, chúng ta cũng không thể cứ như vậy tính. Mục cuồng âm thanh lạnh lùng nói. Tính, ha ha, làm sao có thể tính, không báo thù này, ta mục phong thể không làm người. Ra cắt đan thanh hại ta cùng ta huynh đệ rơi vào tình trạng như thế, ta biết để hắn gấp trăm lần trăm ngàn bồi thường. Mục phong cắn răng trầm giọng nói, ánh mắt bên trong có ngực lớn, lớn lệ chi khí. Bất quá bây giờ nghĩa phụ nói đúng, thù này, chỉ có thể trước đè xuống, thanh loan thiên tôn đã đều giúp đan thần điện, vậy bây giờ không phải là chúng ta có thể chống đỡ, ta không muốn tại nhìn thấy ta bất kỳ một cái nào huynh đệ bỏ mình, luôn lạc tới bên bờ sinh tử. Đây mới là chính xác lựa chọn, không nên bị nhất thời cừu hận mộng bức hai mắt, cái kia báo thù nhất định phải báo, bất quá điều kiện tiên quyết là không phải cầm chính mình đi liều mạng chết nhiều người hơn. Tuyết Hoàng Thiên Tán thường nói, nghĩa phụ, Thanh Loan Thiên Tôn không phải Nam Hải tiên vực yêu tộc thủ hộ thần sao? Vì cái gì, vì cái gì hắn lại trợ giúp ra các đan thanh? Mục Phong trầm giọng nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết rõ, bất quá ra các đan thanh thân là thần văn đan sư, trong tiên giới cầu hắn luyện qua đan rất nhiều người, rất nhiều cường giả đều cùng hắn có giao tình, thiếu nhân tình của hắn, có lẽ thanh loan thiên tôn cũng mời hắn luyện chế qua thần đan, thiếu nhân tình của hắn đi. Đây cũng là ra các đan thanh chỗ đáng sợ, bằng vào hắn năng lực luyện đan, hắn có thể thỉnh cầu lôi kéo rất nhiều cường giả giúp hắn, còn nhớ rõ hàn vũ sao. Hàn vũ cũng là ra các đan thanh học sinh, nếu là người cùng hắn hiện tại khai chiến, đan thần điện hô bằng gọi hiếu, nhất định sẽ có thật nhiều cường giả đi giúp hắn đối phó các ngươi. Tuyết Hoàng Đại Đế trầm giọng nói, dạng này một cái lực ảnh hưởng người, cho dù là hắn, một nước đại đế, nửa bước thiên tôn cũng không dám vọng động. Trước đó nếu không phải cứu mục phong sốt ruột, nhất định phải giải dược, hắn cũng sẽ không giết tới đan thần điện đi như thế đắc tội ra các đan thanh. Mục phong cho mày, xác thực như thế, hắn nhớ tới hôm đó tu la đại điển vô số người các phương thế lực cường giả cung ninh hắn tràng cảnh. Xưng hô hắn là Đan Thần đại nhân, liền có thể thấy người này đáng sợ lực ảnh hưởng. Một kẻ địch như vậy, xác thực làm người nhức đầu a. Thần Văn Đan sư à, Mục Phong thì thào, cười lạnh nói, bất quá, bây giờ Nam Hải Tiên vực cũng không chỉ hắn một cái Thần Văn Đan sư đây. Mục Phong dung hợp Cổ Viêm tàn hồn ký ức về sau, đã biết Cổ Viêm tất cả đan thuật, trận pháp, hắn chính mình thần hồn lực cường độ cũng đã đạt tới luyện chế thần đan cảnh giới, bây giờ, hắn chính mình chính là Thần Văn Đan sư, vẫn là trận pháp sư, phù đạo khí đạo cũng là không tầm thường. Dạng này một cái đối thủ xác thực rất khó làm, muốn đối phó hắn, chứ chúng ta thực lực mình còn có đợi đề cao bên ngoài, còn có một chút, nhất định phải suy yếu hắn lực ảnh hưởng. Thác bạt thanh hải trầm giọng nói, không sai, bất quá điểm ấy sao mà khó, nam hải chuẩn thần cấp đan sư vẫn có một ít, bất quá thần văn đan sư, chân chính thần văn sư, bây giờ chỉ có ra cát đan thanh một người, mà lại đan thần điện bản thân cũng có rất nhiều đan sư, văn sư, lực ảnh hưởng quá lớn, có thể nói là đệ nhất văn đạo thế lực. Tuyết Hoàng Đại Đế nhíu mày nói ra, ha ha, bây giờ cũng không chỉ một mình hắn, không dối gạt nghĩa phụ, bây giờ ta cũng là một tên thần văn đan sư, luyện chế thần đan không có vấn đề. Mục Phong cười nhạt nói, cái gì, ngươi, Phong Nhi, ngươi, ngươi trở thành thần văn đan sư. Tuyết Hoàng Đại Đế chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hắn hiểu được Mục Phong là đan sư, vẫn là chuẩn thần cấp, không phải hắn trước đó cũng sẽ không để mục phong gánh nhâm tuyết hoàng đế quốc đan sư điện chủ thế nhưng là cái này chuẩn thần cấp còn có thần cấp hoàn toàn là hai khái niệm a chuẩn thần cấp đan sư nói là chuẩn thần cấp nhưng thật ra là cực phẩm tiên đạo đan sư tiếp cận nhất thần đạo đan sư bất quá cuối cùng không phải thần văn đan sư muốn chân chính có thể nắm trong tay thần văn đan thuật càng tiến một bước đối thần hồn lực yêu cầu cũng phải đạt tới có thể so với thiên tôn cảnh giới mới được mục phong gật đầu hắn thần hồn lực có cửu u luyện hồn quyết ra chỉ hoàn toàn có thể luyện chế thần đan. Ha 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 ha, đã như vậy vậy liền quá tốt, vậy ngươi liền có trở thành cái thứ hai đan thần, suy yếu ra các đan thanh vốn liếng, chỉ cần ngươi luyện đan thực lực bị thế nhân biết, nhất định sẽ có cường giả tìm tới dựa vào ngươi, cầu ngươi luyện đan. Tuyết Hoàng Đại Đế được đến Mục Phong khẳng định sau mừng rỡ cười to. Không biết là ta, Dược Xuyên cũng đạt tới thần văn đan sư cảnh giới, chỉ là chúng ta đều một lòng chuyên chú thực lực mình cùng thế lực phát triển, đều xem nhẹ chúng ta bàn tay mình nắm văn đạo lực ảnh hưởng. Mục phong đạo, nói lên dược xuyên, hắn đối ra cắt đan thanh hận ý lại lập tức xông lên đầu. Cái kia tiểu ra hỏa cũng là, hai tên thần đan sư, tuyết hoàng đại đế mắt co rụt lại, cũng toát ra chấn kinh. Thần đan sư cái gì thời điểm tốt như vậy đột phá. Hắn chính mình cũng nắm giữ luyện đan nhất đạo, cũng là chuẩn thần cấp, bất quá cũng không có có thể đột phá đến thần cấp. Nếu là dược xuyên có thể chống nổi kiếp này, tu la thần điện có hai vị thần văn đan sư đến đỡ, lo gì không thể đại hưng. Nắm giữ một cái thần văn đan sư đan thần điện đều có thể hưng thịnh đến tình trạng như thế, cái kia hai cái đâu. Dạng này, ta đi về trước, các người cần gì luyện đan tư nguyên, vật liệu, ta từ tuyết hoàng đế quốc, toàn bộ Nam Hải bên trong thu thập cho ngươi. Người nghĩ biện pháp thành lập được ngươi một cỗ văn đạo thế lực, cứ như vậy liền có thể dần dần suy yếu đan thần điện lực ảnh hưởng. Tuyết Hoàng Đại Đế trầm giọng nói, ta bây giờ cũng là có ý đó, Nghĩa phụ, đa tạ, ngài đối phong nhi ân tình không thể báo đáp, xin nhận phong nhi cúi đầu. Mục phong cảm kích nói, hướng tuyết hoàng đại đế trịnh trọng cúi đầu. Tuyết hoàng đại đế vì hắn đoạt đan, đắc tội ra các đan thanh, vì hắn thụ thương cùng thiên tôn một trận chiến, những ngày tình nghĩa mục phong đều ghi vào trong lòng, bây giờ, hắn đối chính mình cái này nghĩa phụ cũng là thực tình hoàn toàn tán thành, làm thành chính mình trí thân trưởng bối. Ha ha, người cha con ta nói những này liền khách khí, ta cũng không phải không có tư tâm, nghĩa phụ tin tưởng, tương lai ngươi thành tựu tất nhiên ở ta nơi này lão đầu tử phía trên, ta sớm muộn cũng sẽ rời đi cái này giới, cũng có ngày nếu như tuyết hoàng có nguy, nghĩa phụ cũng hy vọng ngươi có thể xuất thủ cứu giúp a. À. Tuyết hoàng đại đế thản nhiên cười nói, tuyết hoàng tộc không phụ ta, ta định không phụ tuyết hoàng. Tu là tuyết hoàng, nguyện vĩnh thế vì huynh đệ đồng minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trường 2264, Bản Nguyên Tịch Diệt tuyết hoàng đại đế cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu về tuyết hoàng đế quốc quả nhiên không ra hai ngày tuyết hoàng đại đế trở thành nửa bước thiên tôn tại đan thần điện đánh bại đan thần điện đông đảo thiên đế giết đến ra các đan thanh người sợ hãi lại bị thanh loan thiên tôn đẩy lui tin tức rất nhanh thông qua các phương tình báo thế lực truyền khắp nam hải tiên vực các phương thế lực cao tầng gây nên to lớn chấn động thiên hạt tộc thiên hạt thành màu đen phong cách cung đình kiến trúc là thiên hạt tộc cung đình kiến trúc chủ sắc thái giờ phút này hùng vĩ cung thiên hạt bên trong cung thiên hạt bề ngoài, cũng giống vô cùng một đầu màu đen thiên độc hạt tử. Tuyết hoàng thiên cái này lão ra hỏa, vậy mà đã đột phá đến nửa bước thiên tôn, làm sao có thể? Hắn đứng hàng đỉnh phong thiên đế cũng bất quá mấy trăm ngàn năm, vậy mà như thế nhanh liền đột phá. Hạt vạn sơn nghe xong thuộc hạ nhân bẩm báo về sau trong đôi mắt cũng toát ra chấn kinh thần sắc. Thiên chân vạn sắc, ngay tại hai ngày trước, tuyết hoàng thiên một người một thương, giết đến đan thần điện bốn người vị thiên đế không có sức hoàn thủ, kích sát hơn 10 tên đan thần điện thiên đế, liền ngay cả vũ kiếm hùng cũng bị hai chiêu đánh bại, nếu không phải thanh loan thiên tôn đi ra điều tiết đẩy lui tuyết hoàng thiên, chỉ sợ đan thần điện thực sẽ bị tuyết hoàng thiên một người dẫm tại dưới chân. Tình báo này bộ môn trưởng quản thiên đế, hạt phong trầm giọng nói ra. Tuyết hoàng thiên đến cùng là vì cái gì cùng đan thần điện trở mặt, chuyện này với hắn tới nói, không phải trăm hại không một lợi sao. Hạt vạn sơn nhíu mày nói ra, nghe nói là bởi vì mục phong, tuyết hoàng thiên thu mục phong làm nghĩa tử, căn cứ một cái khác tình báo nói mục phong thân chúng kỳ độc, nguy cơ sớm tối, tu la thần điện hoài nghi là ra cắt đan thanh sở hạ, tuyết hoàng thiên liền đi đan thần điện lấy giải dược, bất quá ra cắt đan thanh cũng không có thừa nhận, cũng cự tuyệt lấy cái gì giải dược, như vậy phát sinh xung đột. Hạt phong nói, mục phong cái kia tiểu xúc sinh chúng độc, chúng cái gì độc, trong tiên giới, có thể độc đến thiên đế độc, cũng cơ hồ chỉ có chúng ta vạn côn yêu quốc thiên đế bản mệnh yêu độc đi. Tộc trưởng, đây cũng là một tin tức tốt, tu la thần điện bên trong có người để lộ ra tin tức, mục phong bên trong là truyền thuyết bên trong thất thất vệ thần cửu nhật tán, sau khi chúng độc trong vòng 9 ngày, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạt phong cười nói, vệ thần cửu nhật tán, tiên giới lại còn có người biết luyện chế loại này thần độc. Ha ha, quá tốt, nếu là thật sự là vệ thần cửu nhật tán mục phong xác thực hẳn phải chết không nghi ngờ, khó trách, khó trách tuyết hoàng thiên thất phu kia sẽ đi tìm ra các đan thanh, cái này trong tiên giới. Nếu như còn thật có người có thể luyện chế loại này độc dược, trừ thất thải côn chủ đại nhân, chỉ sợ cũng chỉ có gia cắt đan thanh. Bất quá việc này hẳn không phải là thất thải côn chủ đại nhân gây nên, nếu là ra cắt đan thanh, hắn vì sao muốn đối mục phong hạ độc chứ? Chẳng lẽ, có cái gì không thể điều tiết cầu hận? Hạt Phạn Sơn cao mày nói, nhớ tới hôm đó ra cắt đan thanh đưa tu la thần điện thần đan, cái kia không giống như là có cái gì thù a à. Nghĩ biện pháp nghe ngóng hiểu rõ nguyên nhân trong đó, hắc hắc, mục phong tiểu tử này chết chắc, bất quá, Tuyết Hoàng Thiên đột phá đến nửa bước thiên tôn cái này xác thực để cho người ta có chút đau đầu, nếu như đan thần điện cùng tu la thần điện kết thù, đối với chúng ta cũng là đại hảo sự, còn có chẳng phải hai tộc một tông người cũng mau tới, nếu như có thể liên hợp đan thần điện, liền có thể nhất cử diệt hắc Long đế quốc, tu la thần điện. Hạt Phạn Sơn âm lãnh cười nói, Hạt Phong nghe vậy phụng mệnh lui ra, đi sắp xếp người tìm hiểu trong đó tình báo. Đồng thời cái khác các phương thế lực cũng được đến tình báo này, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hải Tiên vực Nam Tiên đại lục thế cục loại kia phức tạp quỷ dị, Tu La thần điện cái này vừa mới quật khởi xưng bá thế lực, trong lúc nhất thời vậy mà lăn lộn chọc Nam Hải Tiên vực thế cục. Đào mắt, độc phát ngày thứ 8 đi qua, đệ cửu thiên đến. Một ngày này, Mục Phong các loại tất cả mọi người lo lắng chờ ở gian phòng bên ngoài, Mục Phong trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, dược xuyên có thể hay không vượt qua một kiếp này, đều xem hôm nay. Phệ thần cửu nhật tán, một ngày độc tính càng hơn một ngày, ngày thứ 9 thời điểm, độc tính mạnh có thể thôn vệ đỉnh phong thiên đế thần hồn bản nguyên. Dược xuyên, huynh đệ, ngươi, nhưng nhất định phải còn sống đi ra a. À, chiến phong thiếu ngươi cũng là không hoàn chỉnh chiến phong. Ta mục phong nhân sinh càng là không thể thiếu ngươi cái này huynh đệ. Ngươi nói xong, muốn cùng ta chung duyệt chư thiên phong cảnh, ngươi muốn cua khắp vạn giới thiên qua. Mục phong thì thào nói ra, không tín ngưỡng thần phật hắn, giờ khắc này cũng không nhịn được âm thầm cầu nguyện bắt đầu. Gian phòng bên trong, Dược xuyên nằm ở trên giường, mặt không khác sắc bất qua sắc mặt lại là trắng bệch như tờ giấy cả người đã gầy một vòng lớn mồ hôi như tương da nguyên bản mượt mà mặt gầy ra góc cạnh dược lão ra từ cảm giác dược xuyên thần hồn sinh mạng thể trinh giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc tái nhợt dược xuyên thần hải trong chỉ thấy một đầu có thể so với trưởng thành đại kim sắc độc trùng độc linh đang cùng dược xuyên so đấu lấy độc lực hai cỗ thần hồn độc lực thần hải trong giữ lẫn nhau gào rú độc linh phát ra một tiếng gào rú tuôn ra chính mình toàn bộ phệ hồn độc kim sắc phệ hồn độc phúc 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 nghiền ép lên đi ăn mòn dược xuyên đã cực kỳ suy yếu thần hồn bản nguyên a à, dược xuyên thần hồn gào thét bị cỗ này đáng sợ kim sắc phệ thần độc hủ thực thần hồn cùng bản nguyên như là tuyết động đồng dạng đang nhanh chóng hòa tan không thể chết để cử thiên ta không thể thua a a a dược xuyên thần hồn gào thét điên cuồng phản công ngăn cản lại cường hóa phệ thần độc lực ăn ngon mỹ vị ăn ngon phệ thần độc linh truyền ra hung lệ tham lam sóng ý thức ăn ngon em gái ngươi, người đầu này xú trùng tử, bàn ra nuôi cổ vô số, ta không tin đời này thực sẽ thua với người đầu này không có tình cảm con dẹp, a a a. xuyên gào thét, điên cuồng vận chuyển thần nông công pháp, nghiền ép chính mình lực lượng thần hồn, liều mạng chống cự phệ thần độc ăn mòn, dùng hết toàn lực nếm thử luyện hóa. Bất quá, cái này phệ thần độc vẫn như cũ điên cuồng hủ thực hắn thần hồn bản nguyên, dược xuyên thần hồn bản nguyên càng ngày càng yếu ớt, bản nguyên chi hỏa yếu ớt giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt mà thành cái này một cây nến tàn, lại là kiên cường phải như là sức lực cỏ bình thường tử thủ dược xuyên cuối cùng một tia sinh mệnh chi hỏa. Ăn ngon, ta muốn ăn ngươi, ăn, phệ thần độc linh gào rú, một cỗ phệ thần độc lực xông phá dược xuyên cuối cùng phòng thủ lực lượng thần hồn, dập tắt ăn mòn hướng dược xuyên cuối cùng sinh mệnh chi hỏa. Xuyên nhi, dược lão gia tử rốt cuộc nhịn không được kêu khóc lên tiếng, dược xuyên cuối cùng sinh mệnh khí tức, cơ hồ biến mất. Oanh, cái kia phệ thần độc lực, Cuối cùng dập tắt cái kia cuối cùng một luồng sinh mệnh chi hỏa. Dược xuyên, vẫn lạc, thật, muốn chết sao? Dược xuyên ý thức biến mất trước đó nghĩ đến. Không, không thể chết không thể chết. Dược chủ A, à, ta không sợ chết, nhưng ta sợ ta các huynh đệ tỉ muội không có ta về sau không người chữa thương. Ta sợ về sau không người vì bọn họ giải độc. Ta sợ ra ra, phong ca, mị nhi sẽ thương tâm khổ sở. Ta không thể chết, không thể chết A à A. À. Dược xuyên muốn biến mất ý thức bộc phát ra một cỗ kinh người cầu sinh lực cùng ý chí. Đột nhiên, thần hải trong, vậy mà, vậy mà lại bốc cháy lên điểm điểm thanh hỏa, một chút thanh hỏa tựa như trong đêm tối tái hiện minh tinh, hội tụ vào một chỗ, oanh một tiếng bốc cháy lên một cỗ mới bản nguyên chi hỏa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2265, tình này đương tích. Cái kia một lần nữa thiêu đốt mà lên bản nguyên chi hỏa cứng cỏi không gì sánh được, cái này phệ thần cửu nhật tán độc làm sao ăn mòn đều không thể dập tắt. Bản nguyên chi hỏa thiêu đốt, dược xuyên thần hồn một lần nữa ngưng tụ mà lên, cái này mới sinh thần hồn, hồn lực khối lượng cũng lật mấy lần, vậy mà có thể so với thiên tôn. Âm ầm, dược xuyên thần hải trong, chỉ thấy lực lượng thần hồn gào thét, ngưng tụ một thể, tất cả thần hồn lực hết nhưng ngưng tụ ra một phương thanh sắc cổ đỉnh. Đỉnh này tạo thế chân vạc, bốn tai, đỉnh trên thân vẽ thần dày bản vẽ văn, trời sinh ngưng tụ thần văn. Cái này chiếc đỉnh cổ màu xanh trấn áp tại dược xuyên thần hải, cái kia đánh tới phệ thần độc liền như là nhìn thấy thiên địch đồng dạng, không dám tới gần. Cái này, đây là, dược xuyên trong đôi mắt cũng toát ra chấn kinh, không dám hoài nghi nhìn qua cái này chiếc đỉnh cổ màu xanh. Thần nông đỉnh, đây là thần nông đỉnh, ha ha, đây là thần long đỉnh, ta vậy mà ngưng tụ ra thần nông đỉnh, tâm ta phương pháp cảnh giới đột phá, ha 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 ha. Dược xuyên thần hồn theo sau cuồng hỉ cười to lên, kích động đến khó mà khống chế chính mình tâm tình. Thần nông đỉnh, trí cao thần khí một trong, có thể luyện hóa thiên hạ vạn giới tất cả kịch độc, cũng có thể trấn áp thần hải luyện dược luyện đan. Đương nhiên, đây chỉ là một đạo khí hồn hình thức ban đầu, còn không phải chân chính thần nông đỉnh. Gào rú, sợ, sợ, phệ thần độc linh gặp thần nông đỉnh, tản mát ra sợ hãi tình tục ba động. Thần nông đỉnh, ha ha, số trùng tử, người chết chắc, ha 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 ha, luận đến bản ra xoay người thời điểm. Dược xuyên cười như điên, theo sau một luồng lực lượng thần hồn tràn vào thần nông đỉnh bên trong. Ông, chiếc đỉnh cổ màu xanh hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra từng đạo từng đạo hào quang, cỗ này hào quang quét sạch mà qua tuôn hướng vệ thần độc linh. Suy suy, vệ thần độc vừa gặp gặp cái này màu xanh hào quang liền như là tuyết động gặp phải hỏa diễm đồng dạng nhanh chóng hòa tan, độc lực trực tiếp bị hấp thu nhập chiếc đỉnh cổ màu xanh bên trong. Gào rú, vệ thần độc linh bị cỗ này hào quang cuốn chúng, kêu thảm gào rú, trực tiếp bị lôi kéo nhập chiếc đỉnh cổ màu xanh bên trong mà dược xuyên thần hải bên trong tất cả lưu lại phệ thần độc cũng bị hấp thu điên cuồng luyện hóa biến mất sạch sẽ dược xuyên lúc này mới buông lòng một hơi nhìn qua thần nông đỉnh trong lòng có một loại trở về từ cõi chết sống sót sau tai nạn cảm giác trên thực tế hắn cũng xác thực tính chết một lần nếu không phải hắn cường đại ý chí lực cùng khát vọng sinh lực đo tăng thêm hắn công pháp đặc thù tính hắn cũng sẽ không tập hợp giấy lên bản nguyên chi hỏa chỉ sợ đã vẫn lạc bất cứ lúc nào không đến đến chết mà đừng cũng đừng từ bỏ bất kỳ cái gì một tia hy vọng, có lẽ thực sẽ có kỳ tích thứ này giáng lâm. Trong sinh hoạt không thiếu khuyết mắc bệnh ung thư còn có thể tích cực ánh nắng đối mặt sinh mệnh người mà kháng ung thư thành công kỳ tích án lệ. Người, tồn tại thế gian, bản thân liền là lớn tự nhiên một kỳ tích, ta lại dựa vào cái gì không đi tin tưởng đâu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người cũng phải có sáng tạo kỳ tích dũng khí cùng ý chí. Nhìn thấy này, cũng thực tình hy vọng ta độc giả các huynh đệ tỉ muội đời này vô bệnh vô tai, coi như bị ốm đau tra tấn, cũng không muốn chính mình từ bỏ chính mình, chúng ta có thể tới thế gian này một lần đã là may mắn, chỉ ít, người ta từng tại sinh mệnh bắt đầu đã đánh bại hơn trăm triệu đối thủ, khi đó không hề từ bỏ, bây giờ cũng không muốn từ bỏ. Mụ nội nó, thật đúng là hiểm a, kém chút liền chết, bất quá lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc, ha ha, vậy mà đột phá tâm pháp thức tỉnh thần nông ninh, đại cơ duyên, thiên đại đại cơ duyên a. Dược xuyên thần hồn cười ha ha mà dược lão gia tử cảm thụ lấy dược xuyên đột nhiên sinh ra cường đại sinh mệnh lực cùng sinh cơ càng là kích động đến nói không ra lời nước mắt tuôn đầy mặt xuyên nhi thành công dược xuyên từ từ mở mắt nhìn cái này dược vương lão gia tử khóe miệng giơ lên một vệt ý cười nói lão đầu tử tôn tử của ngươi mệnh cứng đến nỗi rất đâu ha ha mới vừa rồi là không phải dọa sợ ngươi ngươi cái danh con ta bệnh tim đều nhanh dọa đi ra không chết liền cút cho ta bắt đầu lão gia tử một bàn tay đập vào dược xuyên trên đầu nổi giận mắng. Gia gia, bất quá dược xuyên lại là đột nhiên thoáng cái ôm lấy lão gia tử. Gia gia, để ngươi lo lắng. Dược xuyên cười nói, đôi mắt vi vi hồng nhuận phơn phớt, ôm lấy gia gia, giờ khắc này hắn mới hiểu được chính mình là như thế lưu niệm không nỡ thế gian này hết thảy, không nỡ hắn gia gia, không nỡ phong ca, mị nhi, tuyên, hắn các huynh đệ tỉ muội. Dược phương lão gia tử hốc mắt cũng ẩm ướt xuống tới, vỗ vỗ dược xuyên bả vai, nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, kỳ thật, Gia Gia tâm nguyện lớn nhất không phải muốn ngươi đạp cái gì dược sư đỉnh phong, mà là ngươi thường thường an an còn sống liền tốt, ngươi có ngươi truy cầu, ngươi có ngươi mộng tưởng, ngươi có thể dũng cảm đuổi theo, té ngã ra gia, gia dìu ngươi, cái gì thời điểm mệt mỏi, không muốn đuổi theo, liền đem tuyên nhi cưới A, à, cho Gia Gia sinh một đám chắt trai. Dược xuyên không nói, trong lòng duy ấm còn có cái gì nói. Bành, mà lúc này cửa gian phòng cũng bị oanh mở, Mục Phong mang theo một đoàn huynh đệ tỉ muội chui vào, kinh hỉ nhìn qua Dược Xuyên, từng cái kích động đến hốc mắt hồng nhuận phơn phớt. Dược Xuyên nhìn qua bọn hắn, cười, Phong ca, ai, tiểu cuồng, ở đây, tuyên, Dược Xuyên ca ca, ha 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 ha, các huynh đệ tỉ muội, ta, Dược Xuyên, tương lai thiên hạ mạnh nhất Dược Sư, sống tới. Dược Xuyên cười to nói, chúc mừng huynh đệ trở về nhà, ha 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 ha. Một đám người nhào tới, đem Dược Xuyên ôm lấy để qua không chung, nhân sinh, phải này một đám huynh muội chân tình, vật gì đáng tiếc. Đã từng tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, đem tình nghĩa huynh đệ đem so với cái gì đều trọng yếu, cái kia thời điểm trong mắt chỉ có huynh đệ, bây giờ bước qua thiên sơn, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, no bụng chịu không được thiếu ấm lạnh, nhìn qua không ít phong cảnh, cứ việc đã từng bộ dáng đều tại nâng chén về sau tiêu tán, riêng phần mình vì cuộc sống tiền đồ bôn tẩu, thế mà đã từng những cái kia chân thật nhất trí tình cảm cùng tình nghĩa đều vĩnh viễn khắc sâu tại linh hồn trong trí nhớ, lại gặp gỡ, chỉ cần một điếu thuốc, một chén rượu, liền có thể đem tâm tới gần. Người đều sẽ mất đi rất nhiều, bên người đều sẽ đi rất nhiều người quen biết, nhìn thấu rất nhiều vô thường sự tình, chỉ nguyện ngươi viên kia sơ tâm vĩnh viễn cực nóng không lạnh lùng. Trải qua tình người ấm lạnh rèn luyện cùng thế sự vô thường càng minh bạch thế gian này đáng giá chân quý quá nhiều, thân tình, tình yêu, hữu nghị, thậm chí là ánh nắng, không khí mới mẻ. Nguyện ngươi trải qua thiên phàm, trở về vẫn là thiếu niên. Ngày thứ 10, Tu La thần điện bên trong khắp nơi treo chiêu hồn bạch phàm, mà một ngày này, thiên phong quân áo giáp màu đỏ ngòm trên cũng nhiều màu trắng áo choàng, bi thương bầu không khí tràn ngập tại toàn bộ tu la thần điện, thậm chí là tu la tiên thành. Một tin tức cũng rất nhanh truyền khắp tu la tiên thành bên trong. Mục phong, tu la thần điện chi chủ, vị này hùng tài vĩ lược, dẫn đầu tu la tộc lần nữa xưng bá quật khởi thanh niên bá chủ thân chúng kỳ độc vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Đồng thời, phó điện chủ thác bạt thanh hải tạm thời đảm nhiệm kế thừa tu la thần điện chi chủ. Mục phong điện chủ vẫn lạc, rất nhanh liền truyền khắp bát phương thế lực trong tai lại gây nên to lớn gợn sóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2266, ve sầu thoát xác. Gia Cát Đan Thanh Phủ Đệ, đã là ngày thứ 10, cái này mục phong, thật chẳng lẽ là không sợ chết sao? Gia Cát Đan Thanh đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm. Hắn không thể tin được, cái này mục phong vậy mà không có tới dùng thần máu trao đổi giải dược, chẳng lẽ đối với hắn chính mình sinh mệnh mà nói vẫn không nỡ cái kia giải dược. Phụ thân, chẳng lẽ cái kia mục phong là được đến giải dược sao? Ta không tin thế gian này còn thật có tiếc bảo không tiếc sai người. Gia Cát Cần Niên trầm giọng nói, không có khả năng, cái này trong tiên giới biết rõ vệ thần độc người đều không có mấy cái, biết luyện chế giải dược càng chỉ có ta, mà lại luyện chế giải dược bên trong phối phương càng là khó tìm, coi như tìm được, mục phong người cũng không có khả năng tại cử thiên thời gian bên trong luyện chế ra đến ở trong đó nhất định ra biến cố gì gia cát đan thanh âm thanh lạnh lùng nói vì cái gì lần này độc linh bị diệt hắn không có phản ứng rất đơn giản bởi vì lần trước bại huyết thần độc độc linh vốn là hắn tinh huyết luyện chế mà thành sinh ra độc linh tự nhiên cùng hắn có cảm ứng báo mà lúc này một tên áo đen nam tử từ điện bên ngoài tiến đến cung kính nói đại nhân có tu la thần điện mục phong trọng yếu tình báo há Nhanh xính đi lên, Gia Cát Đan thành ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Người này đưa lên mật lệnh quyển trục, Gia Cát Đan thành tiếp nhận, trên quyển trục mật văn để lộ ra tin tức chỉ có một câu. Mục Phong thân chúng kỳ độc, đã vẫn tại tu La thần điện, bây giờ tu La thành toàn thành ai điếu." Gia Cát Đan thành sau khi xem xong, trên mặt vừa sợ vừa giận, ngược lại không có bất kỳ cái gì mừng rỡ. "Làm sao có thể, cái này, cái này tiểu xúc sinh chết thật." Gia Cát Đan Thanh bất khả tư nghị nói. Gia Cát Cần Niên tiếp nhận mật lệnh nhìn về sau, cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái này, cái này Mục Phong, thật không sợ chết à. Gia Cát Cần Niên cũng không có gặp qua loại này, chết cũng không nguyện ý cầm bảo vật đổi chính mình sai người. Tin tức này nhưng được chứng thực, Mục Phong, chết thật, Gia Cát Đan Thanh âm trầm hỏi, thiên chân vạn xác bây giờ Tu La Thành toàn thành đều tại ai điếu. Người này gật đầu, đáng giận, Gia Cát Đan Thanh giận dữ, một thanh xé nát Gia Cát Cần Niên còn trở về mật lệnh, Mục Phong vậy mà chết thật, vậy hắn trước đó dùng tâm, còn có phệ thần độc, há không toàn bộ lãng phí. Hắn chủ yếu mắt không phải mục phong mệnh, mục phong mệnh đối với hắn mà nói không đáng tiền, mà là mục phong có được thần huyết, đan phương, trận đồ, còn có hắn bảo vật A. Bây giờ mục phong chết, hắn cái gì cũng không chiếm được. Chẳng lẽ, hắn thật không có thần huyết, ra các đan thanh trong lòng cũng không dám xác định, phệ thần cửu nhật tán bá đạo, chúng độc không có giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Mục Phong vậy mà nếu có thần huyết, hắn không tin, đối phương thật không nỡ lấy ra trao đổi chính mình mệnh, như vậy thì có khả năng hắn có được thần huyết thật tiêu hao sạch. Đáng giận, đáng giận a, à, một phen tâm huyết, toàn bộ đi chi chảy về hướng đông. Ra Cát Đan thanh tâm cảnh cũng không nhịn được nổi nóng lên. Là cái này thần huyết, hắn cùng Tuyết Hoàng Thiên trở mặt, bị đối phương đánh tới cửa hung hăng nhục nhã, là cái này thần huyết, hắn lãng phí thanh loan thiên tôn một cái nhân tình. Là cái này thần huyết, hắn luyện chế nhiều năm, chân quý độc dược vệ thần cửu nhật tán đều dùng, bây giờ lại chỉ là giết một cái thiên đế cảnh giới sơ kỳ tiểu tử, đối với hắn không hề có tác dụng. Mục Phong chết, hắn ngược lại tổn thất quá nhiều. Bất quá, người nếu là biết rõ Mục Phong không chết, trong lòng không biết rõ lại nên có nhiều mỏi thoải mái. Phụ thân, kế sách hiện nay, chúng ta nên làm cái gì? Còn muốn từ tu la thần điện trong tay nghĩ biện pháp được đến thần huyết sao? Gia Cát Cần Niên hỏi, thần huyết cái rắm, như Mục Phong thật còn có thần huyết, hắn đã lấy ra đổi mệnh, thế gian này nơi nào còn có không sợ chết ngu xuẩn. Người cũng là ngu xuẩn sao? Gia Cát Đan Thanh giận dữ nói, mắng Gia Cát Cần Niên một cái cẩu huyết lâm đầu. Gia Cát Cần Niên không dám nhiều lời một câu, ngươi là ta lão tử, nhịn ngươi. Gia Cát Đan Thanh tức giận đến lồng ngực chập trùng, đột nhiên, trong lòng của hắn một gần, vội vàng nói, nhanh, người tới, mệnh lệnh trong thành khởi động thần trận, phòng ngừa tuyết hoàng thiên đến báo thù. Hắn đột nhiên nhớ tới, tuyết hoàng thiên nói qua, mục phong chết, hắn nhất định sẽ tới báo thù. Gia Cát Đan Thanh trong lòng đắng chát a, à, bây giờ cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thị vệ xuống dưới truyền lệnh, Gia Cát Đan Thanh lúc này mới an tâm rất nhiều. Gia Cát Đan Thanh tỉnh táo lại, ngồi trên ghế trầm tư, Gia Cát Cẩn Niên cũng không dám nói chuyện, hắn phụ thân đang suy tư cái gì mới biện pháp. Đột nhiên, Gia Cát Đan Thanh trong đôi mắt toát ra một vệt điên cuồng tàn nhẫn chi ý. Đã không thể từ mục phong chỗ nào được đến thiên tôn thần huyết, chỉ có từ ngươi chỗ đó. Gia Cát Đan Thanh thì thào, đối ra cát cẩn niên nói, niên nhi, người tự mình đi thanh loan thiên tôn chỗ nào một chuyến, giúp ta, đưa một tấm thiếp mời. Thiếp mời, phụ thân ngươi là muốn, ra cát cần niên nghi hoặc hỏi, đừng muốn hỏi cái này rất nhiều, cho ngươi đi ngươi liền đi nhanh. Ra cát đan thanh quát khẽ nói, ngay cả chính mình nhi tử cũng là không nói cho. Đúng, tu la thần điện bên trong trong cung đình, cũng là treo đầy lụa trắng. Này, thật suối quẩy, phong ca, chúng ta vì cái gì làm như vậy a à? Mục phong một đám người sóng vai mà đi, đi hướng ngự thiện phòng. Mục cuồng nhìn qua bốn phía treo lụa trắng bạch phàm cao mày nói. Ha 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 ha, tiểu cuồng, biết rõ cái gì gọi là hư hư thật thật lấy giả loạn thật, ve sầu thoát xác sao. Mục phong cười to nói, ai nha không biết rõ, đánh nhau là ta chuyện, động não túi là ngươi cùng thanh hải sự tình, hảo hảo, làm gì là chính mình làm tan sự. Mục cuồng khó hiểu nói, tiểu cuồng a, à, mục huynh một chiêu này liền cao minh, hắn làm như vậy để các phương cam thù thực lực chúng ta phớt lờ, làm cho đối phương ngộ phán chúng ta tình huống, thứ hai, cũng là để ra các đan thanh đoạn tiếp tục đánh chúng ta thần huyết tâm. Thác bạt thanh hải cười nói, hắc hắc, ta liền chờ mong lấy, tương lai ra cát lão tập biết rõ phong ca không chết, gặp lại phong ca thời điểm sẽ có nhiều mỏi thoải mái. Dược xuyên cười lạnh nói, hắn vuốt vuốt trong tay một đầu kim sắc côn trùng, cái này côn trùng, rõ ràng là thiên đế nghe tin đã sợ mất mật vệ thần độc linh. Bất quá bị thần nông đỉnh luyện hóa về sau cái này phệ thần độc linh đã thành dược xuyên độc linh, hắn chính mình bây giờ cũng có thể diễn hóa ra phệ thần độc. Hiện tại dược xuyên, độc lực không nên quá sâu, thiên đế đỉnh phong cũng có thể độc chết. Đây cũng là hắn tại bên bờ sinh tử trong nguy cấp được đến lớn đột phá, đại cơ duyên, như hỏi uy hiếp lực, chỉ sợ bây giờ còn tại mục phong phía trên. Không sai, kể từ đó cũng có thể bỏ đi một số đối với chúng ta hận ý cửu thị, ra cát đàn thành chỗ nào cũng tốt man thiên quá hải, miễn cho hắn tiếp tục đánh thần huyết chú ý tìm cách hại người thứ ba ta cũng có thể lui tại phía sau màn mưu đồ bố cục tương lai cho một số người một kinh hì mục phong cười nhạt nói rượu quá thay rượu quá thay ha ha thác bạt thanh hải cười khen một đám người tiến vào ngựa thiện phòng dùng yến các loại có thể tăng cao tu vi mỹ thực thuốc thiện bị đưa lên đối phong ca lúc nào cùng ta đi đem mỹ nhi người cứu ra a hắc hắc ta cũng tốt muốn nàng dược xuyên để đũa xuống nói ha ha ta đang muốn muốn nói với người việc này, chúng ta ngày mai liền xuất phát tiến đến. Vẫn thần thâm uyên sự tình cũng nên giải quyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2267, lại đến thần uyên. Hai ngày về sau, Nam Hải tiên vực, tiên hải bên trong chỗ sâu. Cái kia vượt ngang qua tiên hải bên trong, một chút không nhìn thấy đáy to lớn dãnh biển phía trên, Sâu không thấy đáy hải nguyên như là một tấm đáng sợ miệng thú mở ra tại trên đại dương bao la, không gian chi lực tránh đi tiên hải tràn vào. Hai đạo thân ảnh đứng ở cái này vẫn thần thâm nguyên phía trên, nhìn qua phía dưới vô tận thâm nguyên. Phong ca, nơi này chính là vẫn thần thâm nguyên, lần thứ nhất xuống dưới thời điểm mụ nội nó, kém chút liền ở ra rắm, bên trong không gian loạn lưu thật mạnh còn có rảnh rỗi ở giữa thiểm điện, nếu là gặp phải vũ trụ không gian phong bạo thiên đế cũng phải xong đời. Dược Xuyên nhìn qua phía dưới thâm nguyên nói ra Mục Phong gật đầu, hắn lần trước cùng Dược Xuyên cùng nhau tới qua mấy ngày, canh kim thần lôi liền là ở phía dưới luyện hóa. Đi thôi, Mục Phong thân hóa một đạo lôi quang, cùng Dược Xuyên cùng nhau bay về phía cái này vô tận thâm nguyên bên trong. Bay xuống trong đó không lâu, phía trên nguồn sáng đều nhìn không thấy, thiên địa đen kịt một màu, hai người thiêu đốt thần hỏa, tựa như hai đạo lưu tinh sông vào phía dưới thâm nguyên, tại trong bóng tối phá lệ sáng dương chói mắt. Càng hướng chỗ sâu, sóng không gian chấn động cũng là càng mạnh, tiên quân cảnh giới cường giả tại loại này không gian lực cản phía dưới chỉ sợ đều là nửa bước khó đi đâm kéo đột nhiên một đạo màu trắng bạc không gian thần lôi ngưng tụ hóa thành một đạo thiểm điện bảo kích mà xuống bạch hồng sáng thế không gian hoàn toàn trắng bạch mục phong hừ lạnh một tiếng ngân tại dược xuyên bên cạnh cửu tiêu lôi thần lực phóng thích oanh cái này có thể miểu sát tiên đế ngân lôi đánh vào mục phong thần lực phòng ngự trên thần lực vậy mà đều là một trận quang mang ảm đạm theo sau bành một tiếng bị một sét đánh phá cái này sức mạnh sấm sét sân trào nhập mục phong thân thể muốn xé rách mục phong nhục thể cái này lôi đình bên trong vậy mà ẩn chứa một loại cường đại thuộc tính không gian lực lượng mục phong nhục thể đều truyền đến xé rách bình thường thống khổ bất quá hắn lôi thần thể tiêu trừ lôi lực chỉ có không gian chi lực vẫn không cách nào diệt sát hắn nhục thân thật mạnh lôi lực lôi đình lại còn là thần lôi mục phong sừng sốt lên tiếng trong đôi mắt hào quang tỏa sáng không gian này bên trong hẳn là vẫn ẩn chứa thần lôi bản nguyên Vừa mới cái kia một đạo thiểm điện, nếu là đối lôi lực không có mạnh cỡ nào lực phòng ngự thiên đế, cũng dễ dàng bị bổ giết nhục thân, có thể thấy được uy lực mạnh. "Phong ca, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, vẫn tổn thương không ta, bất quá bên trong vùng không gian này, có lẽ có một số có ý tứ đồ vật." Mục Phong khóe miệng dương lên, hắn cũng không có nhiều ở chỗ này lưu niệm, hai người tiếp tục hướng xuống, sau đó không lâu rốt cục trông thấy viên kia bị phong ấn tinh thần đại lục. Hai người phi tốc hạ xuống phóng tới cái này bị phong ấn tinh thần đại lục phía trên. Âm ầm, mà giờ phút này, hùng hãn bà tộc trên địa bàn, cuồng bạo năng lượng lại là bốn phía xô trào, nham tương văng khắp nơi, cứng rắn đại địa đều bị đánh cho vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Tiếng la giết cùng tiếng thú gào rung trời, chỉ thấy vô số nham tương cự nhân đồng dạng quái vật, cùng vô số rất giống sư tử đồng dạng cự thú đang điên cuồng đại chiến. Bành, một đầu nham tương cự nhân bị một trưởng oanh bạo đầu, cái kia nghe toan gào thét nhào tới, thôn vệ hấp thu đối phương hỏa đạo bản nguyên. Cũng có nghề toàn bị kích sát, bị móc ra bản nguyên hỏa tinh, bị nham tương cự nhân thôn vệ. Những này nham tương cự nhân tự nhiên là hạn bà tộc bản thể. Hạn bà tộc, thực hỏa thú nghề toàn, cái này hai tộc cơ hồ là mười thiên nhất nhỏ đánh, một tháng một đánh lớn, lẫn nhau giết chết đối phương, thôn vệ đối phương hỏa đạo bản nguyên để tăng trưởng công lực. Ở chỗ này mặc dù thần dược thần mỏ không ít, bất quá tăng trưởng công lực cực kỳ khó khăn, thôn vệ đồng đạo bản nguyên ngược lại là nhanh nhất một loại tăng lên phương thức. Oanh, hai đạo xích hồng sắc lưu quang tại cao mấy ngàn thước đối không bành cùng một chỗ, tựa như 10 vạn tòa hỏa sơn bộc phát, thao thiên hỏa diễm đối bành cùng một chỗ, cuồng bạo phần lực để không gian chấn động vặn vẹo, phía dưới đại địa thiêu đốt thành nham tương biển lửa, uy lực càng là có thể so với hai đạo đốm lửa nhỏ đối bính cùng một chỗ. Bạch, bạch, hai đạo hỏa quang đối bính mấy chục đòn, không gian chấn động, đỉnh phong thiên đế cuồng bạo thần lực đánh thẳng vào. Mấy chục giây về sau, hai người thân phận đều thối lui hai phe hiển lộ ra hai đạo thân ảnh một người người mặc màu đỏ sườn xám tư thái đường cong linh lung khuôn mặt xinh đẹp vũ nghị có thể xưng thiên sứ hương mặt dáng người ma quỷ còn có một người là tên người mặc kim diễm áo choàng nam tử dung mạo cũng coi như tuấn tiếu diễm nghị đây là bản vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng làm nữ nhân ta không phải đừng trách ta là thủ tồi hoa thanh niên mặc kim bào lãnh đạm nói liệt dương thiên người tốt nhất vẫn là chết cái ý niệm này, bản đế là ngươi mãi mãi cũng không chiếm được nữ nhân, huống chi, trong nội tâm của ta đã có chỗ yêu. Diễm Mị lạnh lùng nói ra, ha 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 ha, ác độc hạn bạt cũng biết rõ yêu sao. Người đó, cái này vẫn thần thâm huyên bên trong trừ bản vương còn có ai xứng với ngươi, không phải là các ngươi hạn bạt tộc sử nữ a, à, miệng ngươi vị nặng sao như vậy. Vẫn không khuất phục ta, ta mang ngươi thể hiện nam nhân mang cho ngươi chân chính khoái hoạt. Liệt Dương Thiên cười ta nói, Lan, Diễm Nghị gầm nhẹ, xoay người muốn ra mở. Bạch, bạch, bá, bất quá lúc này, lại là có 10 đạo thân ảnh ngăn tại Diễm Nghị chung quanh, rõ ràng là 10 tên nghe toàn tộc thiên đế cường giả. Diễm Nghị, ta nói qua, hôm nay người không theo ta, ta cũng không muốn tại dễ dàng tha thứ các người hạn bà tộc tồn tại, không thần phục, cũng chỉ có chết. Liệt dương thiên chân đạp hư không mà đến, đầy trời hỏa diễm cuồng bạo phun trào thiêu đốt. Chỉ bằng bọn hắn, còn có ngươi, thật sự cho rằng có thể giết đến bản đế sao diễm mị mỉa mai nói ra người có thể thử một lần trên liệt dương thiên gầm nhẹ nói bạch bạch mười tên nghe toàn thiên đế gầm nhẹ đồng thời hướng diễm mị xuất thủ nghe toàn thần lực oanh kích mà ra mười cổ thần lực cuồn cuộn toàn bộ nghiền ép đánh về phía diễm mị giống diễm mị gào thét hỏa quang diệu thiên mê người thân thể hóa thành một tôn cao ngàn trượng đáng sợ cự nhân bên ngoài thân hoàn toàn là xích hồng sắc viêm tinh thần hóa thạch xây dựng mà thành khí thế điên cuồng phát ra oanh nhanh siêu việt đỉnh phong thiên đế đáng sợ viêm cương thần lực bộc phát, tựa như gợn sóng bình thường đánh về phía bát phương thần lực, quét ngang 10 cổ thần lực, lấy chặn lại 10. Bạch, mà lúc này, Liệt Dương Thiên cũng không tại cái gì thương hương tiếc ngọc, tay cầm một thanh xích hồng sắc viêm đao, hung hăng một đao đánh lén bổ về phía Diễm Nghị. Vạn trượng đao mang bành một tiếng bổ vào viêm tinh thể biểu, viêm tinh răng rắc vỡ vụn ra khe hở, cuồng bạo thần lực oanh kích phải Diễm Nghị nhanh lùi lại mà đến theo sau 10 vị nghe toàn thiên đế thần lực lại oanh cuốn tới trùng kích tại diễm nghị thân thể, đánh cho diễm nghị chật vật trở ra. Hèn hạ, nếu không phải ta 12 hộ pháp bỏ mình, há lại cho các người phách lối. Diễm nghị gầm thét lên, ha ha, hèn hạ liền hèn hạ lạc, người không thần phục, người bản nguyên nói không chừng có thể làm cho bản vương càng tiến một bước. Liệt dương thiên cười gần nói, lại đến, không cần lưu thủ, làm thịt nàng. Liệt dương thiên vung đao khiến nói, 10 vị thiên đế tiếp tục bạo khởi xuất thủ mụ nội nó nữ nhân ta các ngươi cũng dám động? bất quá lúc này thiên khung phía trên hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống gầm thét truyền đến độc thần chi lực ngưng tụ một đạo trường mâu hung hăng động giết xuống phốc vẩy độc này thần trường mâu đâm rách một tên thiên đế phòng ngự hung hăng động giết tại đầu người này đỉnh cả người bị xỏ xuyên thành đường hồ lô a à, đáng sợ phệ thần độc trong nháy mắt bộc phát cái kia thiên đế thần hồn kêu thảm kêu rên bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2268, độc chết đỉnh phong. Cái này đáng sợ phệ thần độc lúc trước có thể đem mục phong đều khiến cho chết đi sống lại, huống chi người khác. Bảy sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh xuyên một vị nghe toàn thiên đế thần lực lĩnh vực. Bành, lôi đỉnh oanh minh, cái kia thiên đế thần lực lĩnh vực trực tiếp bị oanh nát. Lại một đường bảy sắc lôi quang ngưng tụ thành một thanh canh thiên thần kiếm rơi xuống hung hăng chém giết tại cái này thiên đế thân thể a à, cái này thiên đế kêu thảm bị một kiếm chém giết hai nửa thần hồn kinh trốn cũng là bị một đạo tỏa thần liên xuyên thủng giam cầm ai đánh lén cái khác tám tên nghe toàn thiên đế gầm thét cái kia liệt dương thiên gào thét thương khung mục phong dược xuyên hai người thân thể ngưng hiện xuất hiện tại diễm mị bên người mục đại ca xuyên diễm mị kinh hỉ lên tiếng khôi phục thành nữ tính diện mạo ha ha mỹ nhi ta muốn chết ngươi đến ôm một cái hôn một cái dược xuyên cười to trực tiếp bổ nhào qua, đem Diễm Ngụy thân thể mềm mại hung hăng ôm như trong ngực, nhẹ nhàng cắn đối phương vành tai nói, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng tốt nghĩ ngươi, Diễm mị thấp giọng nói, lỗ tai truyền đến tê dại để cho nàng dường như trong cảm giác điện đồng dạng. Tiểu tử, lại là các ngươi hai cái, Liệt Dương Thiên sắc mặt âm trầm nói, nhận ra Mục Phong cùng Dược Xuyên, lần trước hai người tới qua, Mục Phong còn cần tu la thần ngọc thần thông giết nghe toàn tộc không ít người. Cháu trai, khó được ngươi còn nhớ rõ ngươi dược xuyên ra ra cùng ngươi phong ra ra, ngươi tại sao lại không nghe lời đến bà ngươi nơi này nghịch ngợp, rất gầy a ngươi. Dược xuyên lãnh thanh nói ra, không nghĩ tới, hai người các ngươi vậy mà cũng đột phá thiên đế, ngoại giới liền là tốt, không có bị phong ấn pháp tắc cùng thiên địa khí cơ, lần này, các ngươi còn dám đến xen vào việc của người khác, ta tất kéo các ngươi hai cái. Liệt dương thiên nổi giận nói, người đó kéo ai còn không nhất định đâu, lần trước ta cũng đã nói, dám động đến ta nữ nhân, ta nhất định phải cắt xén ngươi, lần này vừa vặn đến làm. Phong ca, những người khác giao cho ngươi, người này, ta muốn đích thân trừng trị hắn. Dược xuyên lạnh lẽo nói, được, mục phong gật đầu, dược xuyên đối chính mình nữ nhân vẫn là cực kỳ bao che khuyết điểm. Xuyên, ngươi mặc dù đột phá, thế nhưng không phải đối thủ của hắn, ta tới đi. Diễm Mị đi tới nói, liệt dương thiên thế nhưng là đỉnh phong thiên đế. Hắc hắc, ta là người nam nhân, nam nhân chỗ nào có thể đều trốn ở chính mình nữ nhân sau lưng đến mức cái này cay gà, yên tâm đi, ta có thể đối phó hắn. Lần này đổi ta bảo hộ ngươi, Dược Xuyên cười nói, diễm nghị, Dược Xuyên hắn tự có niềm tin, yên tâm đi. Mục Phong cười nói, hắn thái giải Dược Xuyên, đánh không. Qua không có nắm chắc địch nhân, cái này ra hỏa tuyệt đối sẽ không dùng sức mạnh. Diễm nghị nhìn Mục Phong một chút, gật gật đầu, thiên đế sơ kỳ cũng gióng giặc muốn đánh bại ta, ta liền tự tay kéo ngươi, ngươi chính là Diễm nghị tình lang A, à, giết ngươi, không biết rõ nàng có thể hay không đau lòng đâu ha 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 những người khác cho ta giết hai người này liệt dương thiên ngầm thét một tiếng cái khác tám vị thiên đế công kích về phía mục phong cùng diễm nghị mà hắn chính mình bộc phát cường đại hỏa đạo thần lực trực tiếp hóa thành một đạo xích quang oanh sát hướng dược xuyên muốn chết những người khác đánh tới mục phong trong đôi mắt băng lãnh hàn mang lóe qua cửu tiêu thần lực trong nháy mắt chuyển hóa làm phong lôi thần lực hóa thành một đạo thanh lôi chi quang chân đạp ẩn không lôi độn cơ hồ là trong nháy mắt đi vào một người trước người. Tên này trung kỳ thiên đế sắc mặt đại biến, còn không có tới phản ứng mục phong đã xuất hiện trước người, cổ sát bộc phát thần ma kiếm sát, một đạo đáng sợ kiếm hồng bổ ra. Oanh, thần lực dập dờn mà ra, cuồng bạo thần ma kiếm sát trong nháy mắt phá hủy đối phương phòng ngự, một kiếm bổ diệt tại nhục thể. Phốc vẩy, chân nhẫn kiếm quang xẹt qua người này nhục thể bị một kiếm hai điểm, hóa thành hai nửa to lớn yêu thú thi thể rơi xuống, thần hồn bị chém trúng, kêu thảm ở giữa bị một kiếm bổ ra, kiếm sát khí bộc phát, thần hồn bành một tiếng bạo tạc bị thành mảnh vỡ, bản nguyên chi hỏa đều bị phá hủy phải chỉ còn một tia, thần hồn trọng thương. Một kiếm nhất giết, mục phong kích sát người này, trực tiếp giam cầm thần hồn, theo sau nâng kiếm lại giết hướng người thứ hai. Một bên khác, liệt dương thiên thần lực pháp tác hiển nhiên mạnh hơn dược xuyên rất nhiều, cái kia hỏa đạo thần lực cuốn tới, thiêu đốt phải dược xuyên thuốc độc thần lực tan giã tán loạn. Tạo hóa thần nông hai loại thần lực hình thái, liền người tạo hóa dược thần lực, giết người thuốc độc thần lực. Ha 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 ha, tiểu xúc sinh, liền điểm ấy đạo hạnh còn muốn vì ngươi nữ nhân ra mặt, bản đế muốn đem ngươi thiêu đốt thành cho. Liệt dương thiên cười to, hỏa đạo thần lực bức bách phải dược xuyên liên tiếp tránh lui. Hắc hắc, người dược ra thủ đoạn thần thông nhiều nữa đâu, chu nhi xuất thủ. Dược xuyên cười lạnh, tế ra dược hoàng tháp, màu trắng dược hoàng tháp bên trong, một đạo hàn quang bắn ra. Gào rú, chỉ thấy một đầu băng tinh đồng dạng cấu thành to lớn long chu hiển hiện, phát ra đáng sợ hung uy, khí tức vậy mà đạt tới thiên đế đỉnh phong. Xem ra, vạn cổ long chu đã là thôn phệ luyện hóa hết cái kia một đầu đỉnh phong thiên đế tu vi cửu thiên hàn long. Oanh, vạn cổ long chu phun ra một cỗ đông kết không gian màu trắng hàn khí quét sạch mà qua, hồng hộc trùng kích cuốn tại cái này liệt dương thiên hỏa diễm thần lực trên, vậy mà dập tắt đối phương hỏa diễm thần lực. Có ngưng tụ thành từng đạo từng đạo băng tiến bạo sát hướng liệt dương thiên. Thật đáng sợ hàn lực, đây là cái gì dị trùng? Liệt dương thiên sắc mặt uy biến, thần lực ngưng tụ ra từng đạo từng đạo hỏa đột, ngăn cản cái này vạn cổ long chu công kích. Mà lúc này, vạn cổ long chu phun ra đạo đạo sợi bóng, xen lẫn thành một đạo già thiên hàn võng bao phủ xuống. Hàn võng cứng cỏi không gì sánh được, lại sắc bén như đao, vẫn mang theo đáng sợ hàn độc, hàn võng phong cấm phương này không gian, bao phủ hướng liệt dương thiên. Mặt trời gay gắt phá thiên, liệt dương thiên gào thét, một thân hỏa đạo thần lực điên cuồng bộc phát, ngưng tụ ra một vòng hỏa diễm vàng mặt trời, thần lực được đề thăng vô số lần, thần thông điên cuồng đánh về phía cái này bao phủ mà đến mạng nhiệt. Oanh, bạo tạc oanh minh, kim sắc liệt dương oanh đánh nổ nổ trên lưới nhiệt, oanh một tiếng bộc phát đáng sợ phần lực, mạng nhiệt đều bị đánh nát xé rách, phần lực tứ tán. Mà lúc này liệt dương thiên lại ra một đao, một đạo liệt thiên đao quang trong nháy mắt bổ vào long chu thân thể. Bành, vạn cổ long chu nâng lên sắc bén thon dài chân nhện ngăn cản, bị một đao đánh bay trở ra chết mà lúc này dược xuyên nắm lấy cơ hội đánh lén mà đến một trường hung hăng diệt sát tại liệt dương thiên đỉnh đầu bao phủ xuống cút ngay liệt dương thiên trở tay một trường oanh ra cuồng bạo hỏa đạo thần lực ngưng tụ thành trưởng đánh nát dược xuyên một kích này chấn kích phải dược xuyên thổ huyết trở ra ha 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 không chịu nổi một kích liệt dương thiên cười to bạch thế nhưng là lúc này bạo liệt trưởng kình bên trong một đạo kim mang bắn vào liệt dương thiên trong cơ thể vào thẳng hướng thần hải hóa thành một đạo kim sắc độc trùng cắn lấy liệt dương thiên thần hồn trên phóng thích vệ thần chi độc a à, liệt dương thiên kêu lên thảm thiết đột nhiên ôm đầu kêu rên vệ thần độc trong nháy mắt liền phát tác độc linh thôn vệ hắn bản nguyên thần hồn liệt dương thiên thần lực tán loạn thần hồn cùng nhục thể mất đi chi giác không cách nào khống chế một tiếng kêu rên rơi vào trường không nãi nãi thật đúng là coi là ta không có thủ đoạn đối phó ngươi dược xuyên lau lau chính mình khóe miệng máu tươi cười lạnh bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2269, thời gian pháp tắc. A à, a à, à liệt dương thiên ôm đầu tại trong nham tương cuồn cuộn, khuôn mặt anh Tuấn đều thống khổ phải vặn vẹo. Tiểu súc sinh, hèn hạ tiểu nhân, người đối ta làm cái gì? a à, liệt dương thiên gầm thét lên, ha ha, hèn hạ, người cũng xứng cùng ta sách hèn hạ. Bất quá cảm ơn ngươi a à như thế khích lệ ta. Dược xuyên rơi xuống cười lạnh nói: Dám đánh ta nữ nhân chú ý, ta biết để ngươi hối hận đi tới nơi này thế gian. Dược xuyên ngón tay một chút, một đạo thần mang mãnh liệt bắn mà ra, điểm hướng liệt dương thiên dưới thân. Phốc vẩy, a à, a, à, liệt dương thiên thống khổ gào thét, dưới thân nổ lên một đoàn huyết vụ, sự vật thành nhão nát. Hai con người xích hồng nhìn qua Dược xuyên, kém chút đau đến ngất đi. Mà đổi thành một bên, một đạo vạn kiếm hỏa hoàng bạo sát mà qua, hạng năm thiên đế bị cuồng bạo lôi đỉnh kiếm mang diệt sát nhục thân thần hồn bị bắt cẩn, một thân thần huyết toàn bộ bị mục phong hấp thu luyện hóa thành tu la thần lực. Diễm Nghị cũng là kích sát mấy vị khác thiên đế, chấn kinh nhìn về phía Dược Xuyên. Dược Xuyên vậy mà đánh bại Liệt Dương Thiên, hắn làm sao làm được, Diễm Nghị không dám tin, Liệt Dương Thiên nhưng cũng là kém một chút liền là nửa bước thiên tôn đáng sợ cường giả, Dược Xuyên mới thiên đế sơ A. À. Nghe toàn tộc thiên đế toàn bộ bị giết, hoặc là tù binh. Liệt Dương Thiên cũng như chó đồng dạng tại trên mặt đất cuồn cuộn gào thét. Dược xuyên nhấc lên liệt dương thiên hướng về phía đại chiến hai tộc nhân hét lớn, không muốn các ngươi vương chết liền dừng tay cho ta. Dược xuyên thanh âm truyền khắp chiến trường, vô số nghề toàn tộc tiên đế cường giả nhìn sang chỉ thấy liệt dương thiên bị bắt làm tù binh, từng cái trên mặt lộ ra kinh khủng thần sắc. Vương bại, làm sao có thể? Vương làm sao lại bại? Vương đồ bại, mau trốn, mau trốn a! À. Vô số nghề toàn gặp liệt dương thiên bị bắt làm tù binh, toàn bộ mất đi chủ tâm cốt cùng chiến đấu dũng khí hóa thành từng đạo từng đạo hỏa quang phá không mà chạy, cũng không dám quản liệt Dương Thiên. Giống, vô số hạn bạt cự nhân gào thét, gieo hò lên tiếng. Hắc hắc, Mỹ Nhi, ta nói không sai chứ, hiện tại chúng ta thế nhưng là có bảo hộ thực lực ngươi. Dược Xuyên cười to nói, ngươi làm sao lại loại kia lợi hại như vậy? Diễm Mỹ cũng là bất khả tư nghị nói, còn có Mục Phong, vừa mới một giết năm vị thiên đế, đơn giản liền là hoàn ngược. Ta thế nhưng là ngươi nam nhân, lợi hại không phải bình thường sao? dược xuyên tới ôm diễm mị bả vai cười nói hắn đây là làm sao diễm mị nhìn về phía thống khổ liệt dương thiên sửng sốt hỏi hắn đây là bên trong phệ thần cửu nhật tán độc a người có thể khống chế loại độc này mục phong nghi hoặc hỏi hắc hắc không sai phong ca ta từ khi luyện hóa cái kia phệ thần độc liền có thể nắm trong tay cái này phệ thần cửu nhật tán độc tính bây giờ thiên tôn phía dưới chúng độc đấu chỉ có thể nghĩ hắn đồng dạng khi một cái nhuyễn chân tôm dược xuyên đắc ý cười nói phải loại độc này tương trợ về sau cũng tương đương với có một cái khác giết tất cả thiên đế đòn sát thủ cũng coi là không có phí công kinh lịch cái kia một phen sinh tử đi. Mục Phong cười nói, cũng vì chính mình huynh đệ cảm thấy cao hứng. đúng, Mị Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt, bây giờ Phong Ca có năng lực giải khai ngươi tộc nhân phong ấn, mang các ngươi thoát ly một phương này khổ lao chi địa. Dược xuyên cười nói, Diễm Mị nghe vậy trong đôi mắt đẹp tách ra a à kinh hỉ thần sắc, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong gật gật đầu cười nói bây giờ ta thời gian đạo pháp đã đột phá đến pháp tắc cảnh giới giải khai các người phong ấn hẳn không có vấn đề quá tốt đa tạ mục đại ca ta lập tức đi triệu tập ta tộc nhân diễm nghị kinh nghỉ lên tiếng suốt cục có thể dẫn đầu nàng tộc nhân thoát ly phương này khổ địa phương nơi này mặc dù tư nguyên phong phú bất quá bọn hắn những người này cũng là bị phong ấn khó mà tu hành đột phá cảnh giới cả một đời cũng nhìn không thấy càng tiến một bước hy vọng chuyện này đối với tu hành giả tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất thống khổ Mục Phong bọn người mang theo liệt dương thiên các loại tù binh thâm nhập dưới đất, đi vào hạn bạt tộc sinh hoạt dưới mặt đất biển lửa. Nữ bạt cung trong, liệt dương thiên, còn có 10 tên nghe toàn tộc thiên đế thần hồn bị phong ấn ở nhà giam bên trong, liệt dương thiên càng là không giờ khác nào không tại nhẫn thụ lấy cái kia tê tâm liệt phế xâm nhập linh hồn thống khổ. Mục Phong, dược xuyên hai người nhìn qua 11 tên nghe toàn thiên đế, vẫn không biết được xử trí như thế nào những người này. Phong ca, bây giờ chúng ta tu la thần điện cũng thiếu nhân tài, cái này 11 người giết có chút đáng tiếc a, đặc biệt là cái này ra hỏa, nếu không phải phệ thần độc linh có thể đối phó hắn, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Không bằng thử đem bọn hắn thu làm thủ hạ, tương lai cũng là một cỗ không kém báo thu lực lượng. Dược xuyên nhìn qua 11 tên nghe toàn thiên đế nói ra. Mục Phong nhìn qua cái này 11 tên nghe toàn thiên đế, nhìn qua chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất suy yếu liệt dương thiên, đạm mạc nói liệt dương thiên, ngươi là muốn công việc vẫn là muốn chết. Tiểu tử, người muốn làm gì liệt dương thiên suy yếu gầm nhẹ nói nếu như các người muốn mạng sống ta có thể cho các người một cái cơ hội chỉ cần các người nguyện ý thần phục ta cùng ta ký kết chủ phó khí ước ta có thể tha các ngươi một mạng mục phong từ tốn nói ha 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 người còn muốn làm chúng ta chủ nhân thật sự là nằm mơ chúng ta bị phong ấn ở nơi này trôi qua cũng là sống không bằng chết sinh hoạt trừ chiến đấu cùng giết chóc liền không có đừng niềm vui thú người muốn giết cứ giết a cho thống khoái Liệt Dương Thiên cười gần nói, không nghĩ tới xương cốt vẫn rất cứng rắn. Muốn chết thống khoái, nơi nào có đơn giản như vậy, ngươi chúng độc tên vệ thần cửu Nhật Tán, chúng độc bị tra tấn cửu thiên hậu mới có thể chết, bất quá, ta không có ý định chơi như vậy ngươi, ta dự định ngày thứ 8 thời điểm giúp ta ngươi giải độc, để cho người ta khôi phục về sau tiếp tục hạ độc, dạng này vòng đi vòng lại, để ngươi một ngày sinh hòa tại bị độc cắn thống khoái bên trong, còn có các ngươi, không thần phục, ta cũng dự định chơi như vậy. Dược xuyên nhe răng cười nói ra hèn hạ, có bản lĩnh cho ta thống khoái a, a. Liệt Dương Thiên con ngươi như là như kim đâm co rụt lại, con ngươi nắm chặt, cảm giác được một cỗ thật sâu sợ hãi. Những người khác càng là dọa đến thần hồn run rẩy, bọn hắn đều bị hạ phệ hồn độc, nhẫn thụ lấy độc linh một ngày thiên thôn phệ bọn hắn thần hồn loại kia sống không bằng chết thống khổ. Không thể không nói, cha tấn người phương diện, dược xuyên mới là người trong nghề. Thống khoái kiểu chết các ngươi còn không xứng, hoặc là thần phục ta phong ca, hoặc là các người vĩnh viễn như là một đầu chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất bị tra tấn A, loại chuyện này, người không cần hoài nghi ta là cái mềm lòng người làm không được. Dược xuyên lạnh lùng nói ra, hắn trọng tình nghĩa cũng chỉ là đối huynh đệ cùng chính mình nữ người ta người mà nói. Ta huynh đệ ta lời nói cũng là ta ý tứ, mà lại, các người nếu là nguyện ý thần phục ta, ta có thể mang các người rời đi cái này phong ấn chi địa. Mục phong từ tốn nói, người có thể mang bọn ta rời đi. Liệt Dương Thiên nghe vậy ánh mắt sáng lên, theo sau lại châm chọc nói người biết rõ đem chúng ta phong ấn tại người ở đây khủng bố đến mức nào sao? đừng nói ngươi thiên tôn cũng không có biện pháp đem chúng ta đưa vào trong thế giới rời đi. phong ấn các ngươi người gọi thì lão a bắc hải tiên viện thái thượng viện trưởng trùng hợp là ta cũng coi là hắn học sinh phong ấn các ngươi lực lượng ta cũng sẽ mục phong trong tay ngưng tụ ra thời gian pháp tắc thần văn lại chuyển hóa làm tuế nguyệt khô vinh thần văn lực lượng liệt dương thiên còn có hắn 10 tên dưới trướng thiên đế, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm mục phong trên tay pháp tắc thần văn, rung động lên tiếng. Thời gian, pháp tắc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2270, mở ra phong ấn. Ngươi, ngươi lại là thời gian đạo pháp tu hành giả. Liệt dương thiên chấn kinh lên tiếng, cái này tiên giới, thời gian đạo pháp đấu sao mà thưa thớt, ước vạn tu sĩ khó đưa ra một, Ngươi chỉ cần trả lời ta, ta nói có sai hay không, phong ấn các ngươi là Bắc hải tiên vực thì lão tiền bối. Mục phong đạm mạc hỏi, thu thời gian pháp tắc, liệt dương thiên bọn người nhìn về phía mục phong ánh mắt không có vừa mới như vậy căm hận, thậm chí mang theo một tia hy vọng. Không sai, thật là hắn, liệt dương thiên trầm giọng nói, vậy các ngươi muốn mạng sống, còn muốn trùng hoạch tự do, ta chính là các ngươi duy nhất hy vọng. Chính mình suy nghĩ thật kỹ xuống đi, ta chỉ cho các ngươi ba ngày thời gian, ba ngày sau đó, nếu không thần phục các ngươi đời này đều chỉ có thể như thế mục phong lạnh lùng xoay người cũng không nhiều lưu chờ một chút chờ đi ta ta chịu không được ta nguyện ý thần phục chỉ cần ngươi dẫn ta ra ngoài ta nguyện ý thần phục mà lúc này một tên nghề toàn thiên đế đột nhiên gầm nhẹ nói tựa ở phòng ấn kết giới trên quát ta cũng nguyện ý thần phục thả ta một mạng để cho ta ra ngoài lập tức lại có một người nhẫn chịu không nổi thống khổ cùng ra ngoài tự do dụ hoặc khẩn cầu nói Ta cũng nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, ta cũng nguyện ý." Lập tức những người khác cũng hào ào khẩn cầu, chỉ có Liệt Dương Thiên còn tại xoắn suýt bên trong. Coi như mạng sống có thể ra ngoài, cũng là hắn người nô bộc, mất đi tôn nghiêm, đối với hắn dạng này địa vị cường giả tới nói, sống còn khó chịu hơn chết. Bất quá, dạng này tra tấn xác thực quá làm cho nhân sinh không bằng chết. "Chờ một chút, ta cũng nguyện ý." Liệt Dương Thiên gầm nhẹ nói, cuối cùng vẫn là thấp kiêu ngạo đầu. Mục Phong lúc này mới rốt cục dừng bước lại xoay người nói, sáng suốt lựa chọn, yên tâm, chỉ cần các ngươi nghe ta hiệu lệnh, sau này ta sẽ không can dự các ngươi cái khác tự do, càng sẽ không đem bọn ngươi làm thành nô lệ sai sử, dược xuyên, cho bọn hắn giải độc đi. Dược xuyên gật đầu, chiếc đỉnh cổ màu xanh hiển hiện, bộc phát ra từng đạo từng đạo màu xanh hào quang tuôn hướng 11 người trong cơ thể, 11 người trong cơ thể phệ thần độc toàn bộ đều bị hấp thu xanh trở lại sắc cổ đỉnh. Chiếc đỉnh cổ màu xanh trong nháy mắt lại bay trở về dược xuyên thần hải trong. Giao ra các người chủ phó khế ước đi, Mục Phong bình tĩnh nói, liệt dương thiên đắng chắt gật đầu, thần hồn ngưng tụ ra một đạo chủ phó khế ước hồn trận bay về phía Mục Phong. Những người khác cũng là như thế, Mục Phong thu sạch nhập thần hải, cùng cái này 11 người ký kết chủ phó khế ước. Cái này 11 người, liệt dương thiên tu vi tự nhiên là tối cao một cái, thiên đế đỉnh phong, còn có hai cái thiên đế hậu kỳ, cái khác đều là trung kỳ sơ kỳ thiên đế, cũng coi như một cỗ không kém thế lực. Dược xuyên trực tiếp ném cho 10 người nhục thân vỡ vụn nghe toàn thiên đế 10 bình tạo hóa đan thuốc khôi phục nhục thân. Mục phong cũng mở ra kết giới. Người chừng nào thì cho chúng ta mở ra phong ấn. Liệt dương thiên khôi phục chút thể lực, đứng lên hỏi. Liền hiện tại đi, mục phong vươn tay, thời gian pháp tắc ký kết ra tuế nguyệt khô vinh thần thông phương pháp văn tuôn hướng 11 người trong thần hồn. Chỉ thấy, liệt dương thiên thần hồn bên trong có một đạo thần thông phương pháp văn lượn lờ, vĩnh cửu không tiêu tan, chỉ cần đối phương thoát ly cái không gian này lập tức liền sẽ phát tác phản vệ ra khô vinh chi lực, để nó sống không bằng chết. Thì lão đối cái này thần thông tạo nghệ thật sự là vô cùng kỳ diệu. Mục phong thở dài, hắn bây giờ tu vi vẫn không bố trí không như thế huyền ảo khô vinh phong ấn, bất quá lại là có thể phá hư giải khai, thì lão hạ phong in lực lượng cũng không có siêu việt thiên đế cảnh giới. Mục phong pháp tác thần văn tràn vào trong đó về sau, trực tiếp phá hư thì lão lưu lại khô vinh phong ấn, cái kia phong ấn thần văn biến mất. 11 người trong nháy mắt cảm thấy, đột nhiên cùng cái thế giới này có thể cắt ra liên hệ đồng dạng. Giải, giải, chân giải. Ha 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 ha, quá tốt, cái này phong ấn thật bị giải. Đám người kích động cuồng hỉ, bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm ở chỗ này, bây giờ rốt cuộc có thể rời đi mảnh này tinh thần. Cái này tinh thần đại lục mặc dù không nhỏ, thế nhưng là như thế nào so ra mà vượt bên ngoài đại tiên thế giới, trọng yếu nhất là nơi này rất khó tăng lên chính mình. Liệt Dương Thiên cũng miễn không đồng nhất trận tâm vui kích động, hướng mục phong ôm quyền nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân, những người khác cũng liền vội ôm nắm thi lễ. Khách khí, sau này sẽ là người một nhà. Mục phong lạnh lùng trên mặt lúc này mới lộ ra một vệt tiếu dung, có chút ôm quyền. Xuyên, mục đại ca, tộc nhân đều hội tụ đủ. Mà lúc này Diễm Mỹ tới nói ra, nhìn mắt liệt dương thiên bọn người. Tốt, ta cái này đi vì bọn họ mở phong ấn, còn có cái này 11 người, về sau liền đều là người một nhà. Liệt Dương Thiên, đi đem ngươi trong tộc kiếp tiên cảnh giới thượng nhân hội tụ tới, ta vì bọn họ cũng mở phong ấn. Để bọn hắn đi theo ngươi vì ta hiệu lực, Mục Phong nói ra, đa tạ đại nhân, liệt dương thiên đại hỷ, sau đó mang theo người một nhà rời đi, có chủ bộc khế ước, Mục Phong cũng không sợ bọn hắn không nghe lời chạy trốn. Mục Phong ra điện, chỉ thấy bên ngoài, mảng lớn nham tương cự nhân hội tụ, đều là hạn bạt tộc nhân, có cũng biến thành nữ nhân bộ dáng bất quá dung mạo sắc thực không thể lấy lòng số lượng nhiều cũng không dưới ngàn vạn, đều là kiếp tiên cảnh giới cùng phía trên tồn tại. Từng đôi cực nóng đôi mắt nhìn qua Mục Phong, các nàng đều biết rõ, cái này người, có thể cho các nàng khôi phục tự do ra ngoài. Không lâu sau đó Liệt Dương Thiên đem chính mình trong tộc kiếp tiên cảnh giới trên nghe toàn yêu tu đều mang tới. Mục Phong thần hải bên trong, thần hồn mạnh mẽ lực lượng khuyết tán mà ra, ẩn chứa thời gian pháp tác lực lượng cũng khuyết tán quét sạch mà ra ngưng tụ phương pháp phan tràn vào tất cả mọi người trong cơ thể. Những người này trong cơ thể thời gian thần văn từng cái tán loạn, có thể giải phong. Phong ấn đi, phong ấn thật đi, ha 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 ha, chúng ta khôi phục tự do. Phong ấn, thật không có, chúng ta khôi phục tự do, đa tả đại nhân, đa tạ đại nhân. Vô số nữ bạt gieo hò, vô số nghề toàn điên cuồng hưng phấn gào thét. Hạn bạt, cái này có thể cho đại địa mang đến tai nạn nhất tộc, nghề toàn, hung yêu chi thú, cái này hai cỗ lực lượng bây giờ cũng coi như nắm giữ tại mục phong trong tay rốt cục có thể tự do, đại nhân, chúng ta cái gì thời điểm rời đi nơi này? Liệt dương thiên nhịn không được hỏi, hắn một khắc đều không muốn ở lại đây. Nơi này bị phong ấn cái khác thiên đế cường giả các ngươi phải chăng biết rõ chỗ ở. Mục phong hỏi, biết rõ, chẳng lẽ, đại nhân người muốn đem bọn hắn đều cứu ra ngoài biến thành của mình? Liệt dương thiên kinh thanh hỏi, không sai, đang có ý này. Mục phong gật đầu, cái này một cỗ lực lượng nếu là có thể nắm trong tay, tu la thần điện, đem không yếu vạn côn yêu quốc, thậm chí bất kỳ bên nào yêu quốc. Nơi này bị phong ấn thiên đế tăng thêm chúng ta chừng 80 vị, đỉnh phong thiên đế trừ chết mất Cửu Thiên Hàn Long, bây giờ cũng chỉ có ta, còn có Diễm Nghị, cùng giả dạ Phong, Dạ Mưa hai huynh đệ. Liệt Dương Thiên nói ra. Dạ Phong, Dạ Mưa, Mục Phong nhướng mày, nhìn về phía Diễm Nghị, Diễm Nghị sắc mặt đều có chút ngưng trọng lên, nói: "Dạ Phong Dạ, cái này hai huynh đệ Độc nghĩ tộc, là cái này vẫn thần thâm uyên bên trong cường đại nhất thế lực, Độc nghĩ tộc bản thân liền có 15 tên thiên đế." còn có 5 tên ngoại tộc thiên đế đầu nhập vào cái này hai huynh đệ, thế lực cường đại. Hai người kia thực lực cũng là không gì sánh được cường đại, tính cách tàn bạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2271, Triệu Tập Chư Đế Độc nghĩ tộc đã từng là vạn côn yêu quốc cực kỳ nổi danh chủng tộc, tộc trưởng giả dạ phong còn cùng vạn côn chi chủ thất thải lang ra tranh đoạt qua vạn côn chủ vị, bất quá là cuối cùng đều là thất bại, về sau bộ tộc này càng đem địa bàn khuếch trương đến bắc hải tiên vực tại bắc hải tiên vực diệt sát đếm không hết nhân tộc cùng vô số thế lực ngập trời sát nhiệt dẫn tới thì lão xuất thủ đánh giết cái này tộc rất nhiều cường giả lại đem phong ấn tại nơi này cái kia giả phong vệ cốt nghĩ độc càng là thiên đế bên trong người người sợ hãi một loại độc cho dù là chiến thể tu sĩ cũng đỡ không nổi vệ cốt nghĩ độc thống khổ diễm nghị nói ra trong lời nói cũng có một loại kiêng kỵ có thể làm cho nàng đều kiêng kỵ người cùng chủng tộc có thể thấy được nó cường đại có thể cùng thất thải lang gia tranh phong. Mục phong nhíu mày, thất thải lang gia thế nhưng là thiên đế bảng trên cũng là danh liệt 10 vị trí đầu cường giả, danh khí không kém tuyết hoàng thiên. Phệ cốt nghĩ độc, loại độc này xác thực rất cường đại, cái kia giả dạ phong bản thể là một đầu phệ cốt độc thần nghĩ đi. Dược xuyên nói ra, từ độc liền có thể suy đoán ra đối phương bản thể. Không sai, diễm nghị gật đầu, phong ca, phệ cốt độc thần nghĩ cũng là một loại cực kỳ đáng sợ yêu trùng, không nói đến hắn độc lực như thế nào, vạn cổ long chu có thể khắc chế, bất quá độc thần nghĩ lực lượng cũng là kinh người không phải viêm nghĩ tộc khả năng so dược xuyên nói đại nhân ngài không phải là muốn chinh phục những này thiên đế sau đó đều mang đi ra ngoài a à. liệt dương thiên hỏi không sai như thế một cỗ lực lượng bị cầm tù ở chỗ này cũng là lãng phí mục phong gật đầu nếu như có thể chinh phục những này thiên đế mang đi ra ngoài tu la thần điện thế lực lập tức có thể lên lên tới có thể so với tứ đại yêu quốc cấp độ mặc dù nói tuyết hoàng đế quốc hắc Long đế quốc đều cùng hắn cực kỳ minh hữu bất quá hướng hai tộc một tông báo thù sự tình cuối cùng vẫn là phải dựa vào người một nhà lực lượng mà lại bây giờ hắn đã từ đông giã chiến hùng chỗ nào được đến tình báo hai tộc một tông đã phái người tới chuẩn bị đối phó hắn cái khác phổ thông thiên đế đến cũng dễ nói có thể chấn áp về sau chinh phục bất quá cái này độc nghĩ tộc xác thực rất khó đối phó liệt dương thiên nói ra hắn cũng không dám đi chiêu chọc độc nghĩ tộc liệt dương thiên ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ các ngươi đem cái này phong ấn tinh thần trên thiên đế cường giả toàn bộ triệu tập tới, ta có biện pháp chinh phục bọn hắn. Mục phong đường, được, liệt dương thiên gật đầu, mặc dù không biết được mục phong nói phương pháp là biện pháp gì, cũng là thái độ hoài nghi, bất quá bây giờ mục phong mệnh lệnh hắn thế nhưng là không dám vi phạm. Liệt dương thiên cùng dưới chướng hắn 10 tên thiên đế, hóa thành 10 đạo hỏa quang phá không mà đi, trực tiếp đi phát thiếp mời đi. Phong ca, người định làm gì, lấy ra ngoài điều kiện dụ hoặc bọn hắn. Dược Xuyên hỏi, Mục Phong cười cười, thần bí nói, xem như nguyên nhân trong đó a, à, bây giờ ta cũng phải cáo mượn oai hùng một lần, xé ra hổ, làm một chút đại kỳ. Dược Xuyên diễm mị hai người không hiểu, Mục Phong ha ha cười một tiếng, nói, đợi đến thời điểm các ngươi liền biết rõ. Liệt Dương Thiên tốc độ cũng là kinh người, rất liền phi hành mấy chục vạn dặm, đi vào một tòa màu đen thành trì phía trên. Cái này màu đen trong thành trì, ở lại toàn bộ đều là độc nghĩ tộc yêu tiên, nhân khẩu cũng không dưới ngàn vạn, Liệt Dương Thiên từ trên trời giáng xuống, thành trì có pháp trận bảo hộ, không thể trực tiếp tiến vào, đáp xuống cửa thành trước đó. Người kia dừng bước, thần nghĩ thành bên ngoài tộc nhân không được đi vào. Một tên người mặc áo giáp màu đen, trên đầu sinh trưởng một sừng độc nghĩ tộc yêu tiên quát, ngươi là Liệt Dương Thiên đại nhân. Một tên thủ vệ yêu quân nhận ra Liệt Dương Thiên, vội vàng cho người kia một bàn tay, quát làm càn, vị này chính là thực hỏa nghe toàn tộc Liệt Dương Thiên đại nhân, thiên đế cường giả bất kỳ một cái nào loại tộc nhân đều tôn kính, huống chi Liệt Dương Thiên vẫn là cái này vẫn thần thâm uyên bên trong đỉnh phong thiên đế một trong. Ta muốn bái kiến các ngươi giả phong giả mưa hai vị thủ lĩnh." Liệt Dương Thiên trầm giọng nói, "Tốt, tiểu nhân lập tức đi thông báo, đại nhân ngài mời vào bên trong." Cái kia yêu quân tới cười nói, "Để cho người ta bồi mời Liệt Dương Thiên vào thành, mà hắn chính mình thì nhanh chóng đi thông báo." Liệt Dương Thiên bị mang mời vào độc nghĩ tộc tiếp khách đại điện, rất nhanh, hai đạo tên nam nhân bước nhanh đi vào trong điện ha ha, liệt dương thiên huynh đệ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới. Một tên dáng người cực kỳ khôi ngô hắc bào nam tử cười to nói, người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đôi tam giác nhãn, tướng mạo liền cho người ta một loại hung tàn, giả phong. Còn có một người cũng là một bộ áo bào đen, bất quá ngày thường tuấn lang được nhiều, bờ môi ít ỏi, khóe miệng thường xuyên treo một vệt cười tà, giả vũ. Cái này hai huynh đệ, cũng đều là thiên đế đỉnh phong cường giả, từng tại Nam Hải Tiên vực cũng là hung danh hiển hách dạ phong huynh dạ vũ huynh liệt dương thiên liền ôm quyền cười nói ta tới tự nhiên là mang đến tốt phong há tại cái này vẫn thần bí cảnh lao tù chi địa bên trong còn có cái gì tốt phong dạ vũ cười lạnh nói nơi này đối bọn hắn mà nói liền là một cái lao tù cũng không phải ta mang đến tuyệt đối là sự tình tốt liệt dương thiên híp mắt cười nói chắc hẳn hai vị cũng ở nơi đây ngốc lâu ngốc đủ a à. bây giờ liền có một cái ra ngoài cơ hội bày ở hai vị trước mặt Lúc đầu hướng hờ hai người, nghe vậy ánh mắt đồng thời sáng lên, hai con ngươi nhìn thẳng liệt Dương Thiên. Dương Thiên huynh không phải đang nói đùa chứ, ngươi, có ra ngoài biện pháp. Có thể giải khai cái này phong ấn. Dạ phong hai con ngươi nhìn chằm chằm liệt Dương Thiên, thần sắc có chút kích động. Ha 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 ha, ta tự nhiên không có, bất quá, có người có, hai vị, ta ra chủ người ước hẹn, mời hai vị đi hạn bạt cung tụ học một chút. Các người tộc thiên đế cảnh giới cường giả đều có thể đi, đến mức sự tình gì, cùng các vị tự do khẳng định có quan hệ. Liệt Dương Thiên cười to nói, cũng không nhiều lưu, lời nói đưa đến xoay người trực tiếp rời đi. Cái này hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhìn qua Liệt Dương Thiên bóng lưng nhíu mày. Liệt Dương Thiên chủ nhân, hạn bạt cung, cái này Liệt Dương Thiên cái gì thời điểm có chủ nhân, diễm mị nữ nhân kia sao? Dạ Phong cau mày nói, đại ca, chúng ta có đi hay là không? Giả dạ Vũ hỏi, Dạ Phong trong đôi mắt hung quang chấp động, nói đi, phải đi, ta đến muốn nhìn xem diễm nghị cái này nữ nhân muốn làm trò gì, mà lại việc quan hệ tự do. Vậy ta đây liền đi triệu tập trong tộc cường giả, cũng phòng ngừa diễm nghị dùng thủ đoạn gì. Giả vũ đứng dậy rời đi, mà liệt dương thiên thông chi độc nghĩ tộc sau lại đi thông chi cái khác thiên đế. Mà cái khác thiên đế phần lớn đều là lẻ loi một mình, không có cái gì thế lực tộc nhân, những người này, có đến từ đông tây nam bắc tứ phương tiên vực cường giả, đều bị phong ấn chân áp ở chỗ này. Mà những người này bị thông chi về sau, lại kiến thức liệt dương thiên có thể rời đi nơi này năng lực, cả đám đều mừng rỡ như điên, chạy về hạn bạt nữ cung. Bất quá hai ngày thời gian, hạn bạt nữ cung bên trong liền đã chạy đến hội tụ bốn năm mươi tên thiên đế cường giả. Bất quá, mục phong không có hiện thân, đang chờ người đủ. Hắn đại gia, cái này còn muốn cho chúng ta đợi bao lâu? Một tên cầm trong tay huyết sắc thiền trưởng, người khoác huyết sắc áo cà sa hòa thượng đầu chọc không nhịn được nói, uống hướng về hỏi diễm nghị. Huyết đồ hòa thượng, người gấp cái gì, không chỉ một mình ngươi muốn đi ra ngoài, diễm mị âm thanh lạnh lùng nói, nàng tại tiếp đãi những người này. Hòa thượng này cũng không phải cái gì thiện Phật người, tại Tây Hải tiên Phật vực giết người vô số, là tu hành ác độc pháp bảo tịch diệt vô số phạm nhân cùng tiên Phật, bị Tây Hải vô số Phật môn đại năng truy sát đuổi ra Tây Hải, bất quá cũng bị thì lão phong ấn tại nơi này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 2272, mục phong thổi tệ. Huyết đồ hòa thượng khóe miệng co giật hai lần, vốn định mắng đến trả miệng, bất quá nghĩ đến thực lực đối phương vẫn là tính. Giả dạ phong, giả dạ vũ hai huynh đệ cũng mang theo hơn 20 tên cường giả đi vào hạn bạt cung, những người này toàn bộ đều bị an bài vào chỗ. Không ngừng có cường giả lần lượt mà đến, hội tụ ở chỗ này, lẫn nhau nghị luận nghiên cứu thảo luận chuyện này. Suốt cục, tất cả thông chi đến cường giả đều đến đông đủ về sau, mục phong cùng dược xuyên lúc này mới rốt cục từ điện bên ngoài xuất hiện mà đến đại nhân liệt dương thiên còn có 10 tên nghe toàn thiên đế hướng mục phong cung kính thi lễ hắn liền là liệt dương thiên chủ nhân lập tức tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại mục phong trên thân càng có người làm càn dùng thần niệm quan sát mục phong tu vi thiên đế sơ kỳ không ít cường giả lông mày lập tức nhân lại tới cái gì đó cũng chỉ là cái thiên đế sơ kỳ tiểu tử lãng phí lão tử thời gian đúng vậy a à một cái thiên đế sơ kỳ tiểu tử có thể cứu chúng ta ra ngoài. Làm sao có thể, lập tức không ít tu vi cao hơn mục phong cường giả nghị luận lên. Giả phong giả mưa hai huynh đệ cũng là những mày, hiển nhiên mục phong tu vi tại hai bọn họ trong mắt có chút kém người ý. Đại ca, liền tiểu tử này, hắn thật có biện pháp để cho chúng ta ra ngoài sao? Giả vũ cao mày nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là hắn là tại đùa bỡn chúng ta liền làm thịt hắn. Giả phong đạm mạc nói, mục phong đi vào trước điện, nhìn qua đến một loại chúng thiên đế, thông chi mà đến thiên đế cường giả liền có 70 người. Các vị, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mục Phong. Mục Phong nhìn qua một đám ôm quyền cường giả nói ra. Liệt tộc trưởng, thật không dám tin tưởng, người vậy mà nhận một cái thiên đế sơ kỳ người chủ nhân. Huyết đồ hòa thượng cười quái dị lên tiếng, tiểu tử, người thật có thể mang bọn ta ra ngoài. Huyết đồ hòa thượng, người hôm nay nói nhảm hơi nhiều a, à, người là muốn nếm thử ta nghe toàn thần hỏa sao liệt dương thiên âm thanh lạnh lùng nói. Mục phong nhìn huyết đồ hòa thượng một chút, lại có người nói, mục phong đạo hiếu, người triệu tập chúng ta tới, nói có thể giải khai chúng ta phong ấn thế nhưng là thật. Còn có, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, người giúp chúng ta mắt ở đâu. Tất cả mọi người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn qua mục phong, nghi ngờ hắn dùng tâm. Các vị, ta lần này đến, lúc đầu không phải tới cứu các ngươi, vốn là tôn ta sư mệnh lệch, đến đưa dính đầy tội nghiệt các vị lên đường quy thiên, bất quá, lão sư ta cuối cùng mềm lòng, cho các vị lưu một chút hy vọng sống, chỉ cần các người nguyện ý thần phục ta, để cho ta gieo xuống hồn cấm, thề về sau không loạn sát vô tội, có thể tha các vị một mạng, cũng mang các ngươi ra ngoài. Mục Phong nhìn qua những người này lạnh lùng nói ra, khí chàng mười phần, không có chút nào bởi vì một tia chính mình tu vi thấp mà đối mặt nhiều như vậy cường giả lực lượng không đủ. Hóa, Phong ca vậy mà cũng sẽ nói dối. Dược Xuyên nghe trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mục Phong, phong ca cái này nói dối thổi lên như bước đến vậy là mặt không đỏ tim không đập a à. ha 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 cuồng vọng tiểu tử người lão sư là ai a à? để ngươi tới giết chúng ta ngươi lại là cái gì đồ vật lão tử giết người sau ngươi gặp người đều nhiều huyết đồ hòa thượng mỉa mai cười to làm càn liệt dương thiên giận dữ thần lực bộc phát ra liệt dương thiên ta cũng không phải thật sợ ngươi huyết đồ hòa thượng cười lạnh cầm lấy huyết sắc thiền trượng hắn cũng là hậu kỳ thiên đế dùng trong tay đổ sát hức vạn người tinh huyết cùng tinh hồn tế luyện huyết thần pháp trượng cũng có thể cùng đỉnh phong thiên đế một trận chiến. Không sai, người lão sư là ai a? À? Vẫn để ngươi tới giết chúng ta, để cho chúng ta thần phục ngươi liền có thể miễn tử, ha ha, ngươi là nói chê cười sao? Tại chỗ ngươi, một nửa đều có thể tùy tiện diệt sát ngươi. Giả dạ vũ cũng nghỉa mai lên tiếng, không sai, một cái thiên đế sơ kỳ tiểu tử cũng dám như thế cuồng ngôn, ngươi đến cùng có thể hay không cứu chúng ta ra ngoài nếu như dám trêu chọc chúng ta tất làm thịt ngươi, thiên đế sơ kỳ, vẫn mưu toan để cho chúng ta thần phục, buồn cười đến cực điểm. Tại chỗ người đều là sống quá nhiều năm nhân vật, ai sẽ tùy tiện tin tưởng mục phong chuyện ma quỷ. Mục phong thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, một đám tội ác tài trời tội nhân, lại còn hoài nghi bản tọa chi ý, đã như vậy, liền lấy trước ngươi làm chứng minh. Mục phong nhìn về phía cái kia huyết đồ hòa thượng, trong cơ thể thời gian pháp tắc chi lực hiện lên mà ra, đột nhiên phóng tới huyết đồ hòa thượng huyết đồ hòa thượng mảy may cũng không có chuẩn bị cũng không có tới kịp dùng pháp tắc chi lực chống cự thời gian pháp tắc thoáng cái dâng trào nhập hắn trong cơ thể dụ phát phong ấn. A à, huyết đồ hòa thượng kêu thảm trong thần hồn khô vinh phong ấn bị phát động tuôn ra luân hồi khô vinh chi lực thời gian pháp tắc a à, ngươi ngươi tham mạng a à. huyết đồ hòa thượng tiếng kêu rên liên hồi sắc mặt hiện ra đại khủng sợ chỉ thấy hắn nhục thể thần hồn tại cỗ này lực lượng đáng sợ hạ trực tiếp mất đi sức sống cả người loại kia già nua không gì sánh được theo sau lại bị thôn phệ thành ra bọc xương thây khô hình thái thần hồn trực tiếp bị phong ấn lực lượng gạt bỏ ngắn ngủi hai hơi ở giữa một cái hậu kỳ cảnh giới thiên đế không đáng sợ thần thông lực lượng mục phong toàn lực sử dụng tuế nguyệt khô vinh cũng không thể trực tiếp hoàn toàn gạt bỏ một vị hậu kỳ thiên đế kia là thời gian pháp tắc huyết đồ hòa thượng những người khác dọa đến sắc mặt đại biến từng cái sau khi đứng dậy lui kinh khủng nhìn về phía mục phong, Dạ phong, giả dạ vũ hai vị đỉnh phong thiên đế trên mặt đều hiện lên ra đại khủng sợ, kiêng kỵ nhìn qua mục phong, chớ 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 hẳn là ngài ngài sư là thì lão, có thiên đế nhìn qua già nua mà chết, đáng chết khó coi huyết đồ hòa thượng đối mục phong run rẩy hỏi, mà những người khác thần sắc cũng toàn bộ đều biến kiêng kỵ, sợ hãi kính nể, không có vừa mới khinh miệt chi ý, không sai, ta chính là thì lão học sinh, tinh thông thời gian pháp tắc hiện tại còn muốn hoài nghi ta có gạt bỏ các người năng lực sao mục phong lạnh lùng lên tiếng ngược lại lấy cao cao tại thượng giọng điệu nói chuyện cùng bọn họ đương nhiên hắn vừa mới cũng chính là đánh lén đột nhiên thời gian sử dụng ở giữa pháp tác dẫn phát thì lão lưu lại phong ấn tất cả lực lượng giết gà dọa khỉ tạo thành một loại cực lớn lực uy hiếp bất quá bọn hắn có phòng bị đến cùng bảo vệ tốt phong ấn không cho thời gian pháp tác tiến vào dẫn phát mục phong cũng dẫn động không phong ấn giết không bọn hắn nguyên lai là thì lão cao đồ đại nhân thứ tội vừa mới chúng ta có nhiều đắc tội. Ha ha, ta liền nói đại nhân khí độ bất phàm anh Tuấn tiêu sái, tất nhiên rất có lai lịch, đại nhân lại là trí cao pháp tắc tu hành giả, để cho người ta kính ngưỡng a. À. Những này cường giả từng cái lập tức bày ngay ngắn thái độ, ngược lại vỗ lên mục phong mông ngựa tới. Nếu là thì lão biết rõ, mục phong tới nơi này cầm hắn tên tuổi đến khi phụ hắn giam giữ tội nhân, có thể hay không tức giận đến xuyên qua tới một bàn tay đập chết mục phong. Bất quá thì lão lúc trước liền để mục phong đến Nam Hải tiên vực, ai có thể biết rõ có hay không cái khác dụng ý. Đến mức các người hoài nghi ta cứu các người ra ngoài năng lực, cũng đơn giản. Mục Phong nhặt lên chuôi này huyết sắc pháp trượng, cái này pháp trượng là một kiện chuẩn thần khí, bên trong ẩn chứa đáng sợ thần lực, nhưng công kích nhân thần hồn, uy lực vô cùng lớn, bất quá khí linh theo huyết đồ hòa thượng chết cũng chết. Mục Phong nắm lên, một tay ném bắn ra pháp trượng, bành một tiếng, pháp trượng bắn ra cung điện, phá vỡ đại địa bắn thẳng đến thương khung, bay vụt đi xa ba vạn trượng, bay ra cái này tinh thần phạm vi. Liệt Dương thiên hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đi vào tinh thần bên ngoài, bắt lấy chuôi này pháp trượng lại trong nháy mắt trở về. Liệt Dương thiên có thể thoát ly cái này phong ấn tinh thần, hắn phong ấn thật giải khai. Những người khác gặp tình cảnh này kích động không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2273, thế lực tăng vọt. Giả dạ Phong giả dạ Vũ hai huynh đệ liếc nhau thần sắc cũng phá lệ kích động. Các vị, là thần phục với ta mang các ngươi ra ngoài, vẫn là đền tội thụ chu các ngươi chọn một đi. Mục Phong nhìn qua đám người bình tĩnh nói ra, cái này ra hổ đại kỳ thế nhưng là kéo dài. Ta nguyện ý thần phục đại nhân, có người lập tức đứng ra nói. Ta cũng nguyện ý, lập tức không ít người ào ào tỏ thái độ, vừa mới Mục Phong thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc kích sát huyết đồ hòa thượng đáng sợ thủ đoạn, rõ ràng liền là phong ấn lực lượng, để bọn hắn không dám hoài nghi Mục Phong không có giết bọn hắn thủ đoạn tăng thêm lại tin tưởng rằng thì lão phái tới, thì lão loại nhân vật này, muốn bọn hắn chết chỉ sợ chạy trốn tới địa phương nào đều không dùng. Nhớ tới đã từng bị thì lão bắt tràng cảnh, tất cả mọi người không khỏi sợ hãi một hồi, cái kia đáng sợ thực lực, thiên đế bọn hắn, tại trong tay đối phương vậy mà yếu ớt tựa như hài nhi một nửa, một tia sức phản kháng, đào mệnh năng lực đều không có. Chờ chút, mà lúc này, dạ phong đột nhiên nói ra, hắn nhìn về phía mục phong, có chút nheo lại hung lệ con ngươi, nói, đại nhân, Ta có một cái nghi vấn, thì lão tiền bối vì sao muốn để cho chúng ta thần phục ngài, lưu chúng ta một mạng? Lão sư niệm các ngươi tu hành không dễ, không đành lòng giết các ngươi, không phải, năm đó bắt lấy các ngươi thời điểm liền sẽ không cho các ngươi mạng sống cơ hội chỉ là đem các ngươi phong ấn tại này, bất quá lại sợ các ngươi sau khi ra ngoài đến chết không đổi phạm phải tội lớn, đặc biệt để cho ta tới ước thúc các ngươi, các ngươi thần phục ta, nhận ta làm chủ, ta bảo đảm các ngươi vạn năm, vạn năm bên trong các ngươi nếu là biểu hiện tốt đẹp liền có thể khoảng cách ta mà đi để cho các ngươi chân chính tự do. Bản tọa trả lời ngươi còn hài lòng, nếu như ngươi không muốn ra ngoài, ta có thể lập tức tiến ngươi lên đường." Mục Phong hai con ngươi lăng lệ nói ra, nhìn qua Giả dạ Phong đôi mắt, khí chàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, giọng điệu ngạo nghễ. "Đương nhiên, hắn nhất định phải biểu hiện ra loại này đã nắm trong tay hắn nhân sinh chết cường thế." Giả dạ Phong cũng nhìn qua Mục Phong, tựa hồ muốn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra thật giả, bất quá, hắn thất vọng là, Mục Phong trong đôi mắt chỉ có lạnh lùng còn có ngạo khí thậm chí nhanh lộ ra không đồng nhất tia ẩn chứa sát ý không kiên nhẫn giả dạ phong có chút cúi đầu không tại dám đem ánh mắt đối mặt mục phong đem ánh mắt rời thấp giọng nói đa tạ thì lão tiền bối nhân nghĩa tiểu nhân không có nửa điểm nghi hoặc bất quá đại nhân vạn năm về sau thật có thể thả chúng ta tự do sao vạn năm đối bọn hắn tới nói cũng không thể coi là tự do kia là tự nhiên bản tọa nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không nuốt lời đương nhiên cái này vạn năm bên trong còn cần xem các ngươi biểu hiện nếu như tái phạm vô tội sát nhiệt ta biết trực tiếp kết các ngươi. Mục Phong vẫn như cú cao lãnh nói ra, giả dạ phong nguyện ý thần phục, đa tạ đại nhân giải hoặc, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Giả dạ phong hỏi, Mục Phong, giao ra các người bản mệnh chủ phó khí ước, không phải yêu tộc tiến lên một bước, ta cho các ngươi gieo xuống hồn cấm, vạn năm về sau tự sẽ giúp các ngươi giải khai, trả lại cho các ngươi tự do, ta lập tức liền có thể cho các ngươi mở ra phong ấn, để cho các ngươi thoát ly nơi này. Mục Phong bình tĩnh nói ra, mừng thầm trong lòng. Dạ phong mấy người cũng không có ở do dự, cả đám đều giao ra bản mệnh chủ phó khế ước, không phải yêu tộc không cách nào ký kết bản mệnh chủ phó khế ước, chỉ có thể tiến lên buông ra thần hải để mục phong gieo xuống cửu u hồn trùng. Cao, cao, thật sự là cao a, à, hắc hắc, cho tới nay, ta đều cho là ta đủ hèn hạ, không nghĩ tới phong ca hèn hạ đứng lên so ta còn lợi hại hơn. Phong ca, người dạng này mượn thì lão tên tuổi, không sợ thì lão tìm người phiền phức sao. Dược xuyên đối mục phong truyền âm bội phục nói đang cấp một cái thiên đế loại cửu u hồn trùng mục phong khóe miệng co giật dưới, hồi âm nói ta lúc này mới không phải hèn hạ, binh bất yếm trá ngươi hiểu không? Không nói dược xuyên, diễm nghị, liệt dương thiên cũng là bội phục nhìn về phía mục phong, một trận này lừa dối là đem những người này lừa dối phải ngoan ngoãn. Bất quá cũng xác thực, thì lão lực uy hiếp quá mạnh, mục phong lấy được những người này tiến nhiệm về sau, trong lòng bọn họ liền đã chỉ có đầu này đường sống, mà lại thời gian pháp tắc lĩnh ngộ ra người tới đến quá mức thưa thớt, có thể lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc người, không có chỗ nào mà không phải là lấy được kinh người thành tựu. Mục Phong có thể tu hành nhanh hơn thường nhân vô số lần, thời gian pháp tắc lực lượng không thể bỏ qua công lao. Rất nhanh, những người này đều giao ra chủ phó khí ước, hoặc là bị gieo xuống hồn trùng, hiện tại nhưng là chân chính mệnh rơi Mục Phong trong tay nắm trong tay, về sau phát hiện Mục Phong nói là nói láo cũng vô dụng. Cho bọn hắn trùng hồn cấm, ký kết khí ước thời điểm Mục Phong cũng thuận tiện đem thì lão Lưu Phong ấn cũng cho giải trừ rơi, cái này khiến tất cả mọi người càng không có hoài nghi mục phong tâm tư. Mụ nội nó, ha ha, nhiều như vậy cường giả, ta tu la thần điện thật muốn quật khởi, hai tộc một tông tạp toái dám giết tới, nhất định khiến bọn hắn có đến mà không có về. Dược xuyên tùy ý cười to, bây giờ phải nhóm này cường giả muốn trợ, chúng ta tu la thần điện cũng có thể không cần sợ hãi bất kỳ bên nào yêu quốc. Mục phong trong lòng cũng là cảm giác được áp lực nhẹ nhõm rất nhiều. Về sau vạn côn yêu quốc còn dám tiếp tục trêu chọc hắn, hắn liền dám trực tiếp cùng đối phương đánh tới không cần mượn nhờ hắc long đế quốc huyết hoàng đế quốc lực lượng diễm nghị người mang theo người các tộc nhân đều thu thập chuẩn bị một chút cùng nhau rời đi a à, còn có giả phong giả vũ ta cho phép các người cũng đem bọn người tộc nhân mang đi cùng nhau mang tới ta giúp bọn hắn giải trừ phong ấn mục phong bình tĩnh nói đa tạ đại nhân giả phong giả vũ cảm kích nói hai người theo sau cũng trở về đi mang chính mình tộc đàn tới đồng nghĩ tộc sau đó không lâu phong kén mà tới bị mục phong thời gian pháp tác giải trừ phong ấn mị nhi các ngươi sống ở đây biết không biết rõ cái này vẫn thần thâm uyên bên trong trừ cái kia canh thiên thần lôi bên ngoài đường thần lôi mục phong hỏi lúc này hắn không khỏi nhớ tới tại lúc đến loạn lưu không gian bên trong gặp phải thần lôi ta biết rõ cũng chỉ có canh thiên thần lôi diễm mị lắc đầu đại nhân cần thần lôi sao một đám thiên đế nghe vậy hỏi không sai các ngươi cũng biết cái này vẫn thần thâm uyên bên trong nơi nào còn có thần lôi mục phong gật đầu cái này, trừ canh thiên thần lôi bên ngoài, còn giống như thật không có cái gì thần lôi. Những người khác cũng không biết rõ. Mục Phong nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, bất quá thần lôi cũng xác thực không có dễ dàng như vậy có thể sinh sôi sinh ra. Dược Xuyên, nơi này sau khi thu thập xong ta không có trở về, ngươi về sau mang những người này về trước tu La thần điện, để thanh hải thu xếp tốt, ta chính mình tại cái này vẫn thần thâm nguyên loạn lưu không gian bên trong lại nhìn xem." Mục Phong đối Dược Xuyên nói, "Tốt, phong ca ngươi lo lắng." nếu như loạn lưu không gian bên trong không gian phong bạo cực kỳ đáng sợ, lần đầu tiên tới ta thiếu chút nữa xong đời tại không gian phong bạo bên trong. Dược xuyên mang cái này diễm nghị, còn có dạ phong, liệt dương thiên các loại 80 vị thiên đế làm trước khi đi chuẩn bị, cái này vẫn thần bí cảnh bên trong có rất nhiều thần dược đỉnh cấp tiên dược, bây giờ muốn rời khỏi tự nhiên muốn mang đi, những này thần dược, đỉnh cấp tiên dược bên ngoài thế nhưng là đều là cực kỳ khó gặp. Cũng không biết được viên này tinh thần là thì lão từ nơi nào làm đến, tư nguyên phong phú, tinh thần bản nguyên lực lượng đều so tiên giới mạnh, rất dễ dàng đản sinh ra thần vật. Mà Mục Phong cũng dấn thân vào hướng minh mông vô biên loạn lưu hư vô không gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2274, Thanh Mạn Chi Tình Thanh Mạn, ra đi, Mục Phong trước khi rời đi, đột nhiên hướng về phía một chỗ hư không nói ra không gian vặn vẹo, một đạo người mặc màu xanh quần áo dung nhan tuyệt sắc nữ tử trần chuồng chân trần xuất hiện tại hư không. Nhìn qua nữ tử này, Mục Phong nhãn thần có chút phức tạp, lúc trước một lần ngoài ý muốn để hai người kết xuống một lần hạt xương uyên ương duyên phận. Đã từng, Thanh Mạn đáp ứng hắn, bảo vệ hắn trăm năm, bây giờ trăm năm kỳ hạn cũng nhanh đến, hắn thực lực đã vượt xa quá Thanh Mạn thực lực. Chuyện gì, Thanh Mạn đạm mạc nói, trăm năm thời gian cũng nhanh đầy, bây giờ ta cũng có tự vệ thực lực, trong tiên giới có thể uy hiếp được chúng ta cũng không nhiều, thanh mạn, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy bảo hộ, ngươi, tự do. Mục Phong nói khẽ, chia ra đã bị hắn tu hành phải phi thường cường đại bất hủ thần lôi bản nguyên. Cái này bất hủ thần lôi bản nguyên bây giờ mạnh, đã xa xa siêu việt từ thanh mạn chỗ nào phân liệt đến trình độ. Thanh mạn không có đi tiếp, nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, ngươi liền thật như vậy muốn đuổi ta đi sao? Mục Phong sững sờ, nói nếu như ngươi muốn lưu ở tu la thần điện bên trong ta cũng tự nhiên cao hứng chúng ta cũng có thể trở thành rất tốt bằng hiếu bằng hiếu mục phong a à mục phong người đem lão nương đều trải qua người còn muốn ta như thế nào chỉ đem ngươi làm bằng hiếu ngươi chính là cái đại ngốc người đối người huynh đệ tỉ muội đều tốt như vậy vì cái gì người đối ta như thế vô tình cái này trăm năm làm bạn người thật sự cho rằng ta chỉ là bởi vì đòi hỏi cái này bản nguyên bởi vì một cái hứa hẹn mới tại bên cạnh ngươi sao ngươi cái này thằng ngốc Ai ngờ, Mục Phong câu nói kia đột nhiên muốn đâm túi thuốc nổ đồng giặc, thanh mạn gầm thét lên tiếng, đôi mắt đẹp nhìn qua Mục Phong, vậy mà ẩn ẩn hiện ra nước mắt. Nàng cũng không biết được, chính mình tâm tình sẽ ở giờ khác này thời gian đầy, Mục Phong muốn nàng lúc đi thời điểm trong nháy mắt tích lũy bộc phát. Khả năng Nàng chính mình cũng quên, chính mình cái gì thời điểm yêu Mục Phong, nàng bản nguyên bộ phận tại Mục Phong trong cơ thể, tương đương linh hồn một nửa đều tại Mục Phong chỗ nào, cả ngày lẫn đêm làm bạn, tăng thêm vạn kiếp lôi thần quyết bản nguyên đối thanh mạn loại này thần lôi tinh linh đặc thù lực hấp dẫn thanh mạn có thể nói đã ngược lại đối mục phong sinh ra khó mà bỏ qua ỉ lại a à, mục phong há to mồm mờ mịt không biết làm sao nhìn qua đột nhiên nổi giận thanh mạn bị kinh ngạc ở thanh mạn vậy mà thật thích chính mình ta đi bản nguyên ta cũng không muốn về sau ngươi sống hay chết đều liên quan ta cái rắm thanh mạn nhìn xuống nước mắt xoay người phá không mà đi phóng tới vô tận loạn lưu hư không chờ chút mục phong lấy lại tinh thần hóa thành một đạo lôi quang vội vàng đuổi theo thanh mạn cái kia một phen xác thực cũng hung hăng xúc động đến mục phong đúng vậy a à, bất kể như thế nào thanh mạn đều đã im ắng làm bạn thủ hộ hắn nhanh trăm năm vốn cho rằng nàng chỉ là bởi vì một cái hứa hẹn ước định không nghĩ tới thanh mạn lại là đã đối với hắn sinh ra phức tạp như vậy tình cảm hắn mục phong từ trước đến nay không phải một cái lang tâm cẩu phế người người khác chân tình đợi hắn hắn cũng sẽ không vắng vẻ người ta vô tận loạn lưu hư không bên trong hai đạo lôi quang thoáng một cái đã qua. Mục phong thân hóa phong lôi thần quang tốc độ tại phía xa thanh mạn phía trên, rất nhanh cũng liền đuổi kịp thanh mạn, một tay lấy thanh mạn kéo vào trong ngực. Xéo đi, thả ta ra, người không phải muốn đuổi ta đi sao? Thanh mạn giấy ruộng gầm nhẹ nói. Thanh mạn, mục phong ôm chặt lấy thanh mạn, ở tại bên tai gầm nhẹ lên tiếng, dù sao chấn trụ thanh mạn. Thật xin lỗi, mục phong thấp giọng nói. Thanh mạn không nói tiếng nào, đôi mắt ửng đỏ. Ta mục phong cả đời này, có hai nữ nhân không thể cô phụ, một cái, một cái gọi huyền nhi, nàng là ta từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên chi kỷ, cũng là ta chưa lập gia đình vợ, ta đã từng biến thành phế nhân nàng cũng đối với ta không rời không bỏ, còn có một cái gọi nguyệt nhi, nàng, nàng được cho ta nửa cái lão sư, trước kia lấy nguyên thần hình thái thủ hộ ta vô số năm, nhiều lần cứu ta sinh tử, cái kia sống nương tựa lẫn nhau thời kỳ, ta đối nàng tình cảm đã không thể chia cắt. Cảm tạ người thủ hộ ta cái này trăm năm, bất quá, chỉ sợ ta thật không phương pháp cho người ta chân chính yêu thương, ta rất yêu Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, thế nhưng là ta đối với ngươi. Ta đã đem ngươi trở thành hảo bằng hiếu, nếu như muốn ta miễn cưỡng tiếp nhận ngươi, cái này đối ngươi không công bằng. Mục Phong trầm giọng nói, thanh mạn xác thực rất không tệ, bất quá thì tính sao, lòng hắn biết chính mình không yêu thanh mạn, cùng một chỗ cũng là bởi vì miễn cưỡng. Thanh mạn nghe vậy trầm mặc, ánh mắt bên trong không nói ra lòng chua xót cùng thất lạc. Đột nhiên, thanh mạn lại nín khóc mỉm cười, nói hi hi lão nương mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa đâu ai sẽ thích ngươi ta trước đó nói chỉ là đùa ngươi chơi đây a à, mục phong trợn mắt hốc mồm cái này nữ nhân trở mặt cũng quá nhanh đi bất quá hắn lại chỗ nào trông thấy thanh mạn nhãn thần chỗ sâu nhất một màn kia bi thương hô ngươi không có việc gì liền tốt đã ngươi không muốn đi vậy sau này vẫn lưu lại đi tu la thần điện cũng là nhà ngươi mục phong thở phào cũng buông ra thanh mạn nguyễn ta đại điện chủ bây giờ ngươi dưới trướng thế nhưng là người tài ba đông đảo chúa tể một phương đã không cần đến ta cái này nếu tử yếu đuối bảo hộ ta đi đến mức ta cái kia bộ phận bản nguyên ngươi giúp ta giữ gìn kỹ a ta cái gì thời điểm muốn ta biết tìm ngươi muốn có người giúp ta tu hành cường hóa bản nguyên ta cao hứng còn không kịp đây thanh mạn phất phất tay đạo quay đầu rời đi mục phong đưa mắt nhìn nàng rời đi thanh mạn thân hình đưa lưng về phía mục phong ngừng lại hai con mắt bên trong chảy xuống hai hàng thất lạc lòng chua xót nước mắt bất quá khóe miệng vẫn như cũng mang theo cái kia bất cần đời ý cười. Làm không người khác công chúa, vậy liền tiếp tục làm chính mình hỗn thế đại ma vương đi. Oanh, bất quá lúc này, trong không gian đột nhiên truyền đến đáng sợ sấm sét vang động, không gian vặn vẹo, không gian chi lực loại kia không bình thường đứng lên, từng đạo từng đạo ngân sắc không gian chi lực cuốn tới, bao trùm toàn bộ không gian, như là một trận nước lũ gió bão hiện lên. Không tốt, không gian phong bạo. Mục Phong, Thanh Mạn hai người đều là đồng thời sắc mặt đại biến có thể muốn thiên đế cảnh giới cường giả mạng già không gian phong bạo vậy mà sinh ra gặp phải. Trốn, mục phong giống giận gào thét, vội vàng phóng tới tiến đến một phát bắt được vẫn chưa đi xa thanh mạn từ trước đến nay lúc phương hướng chạy trốn mà đi. Bất quá, hai người thân ra không gian phong bạo đột nhiên sinh ra trung tâm mắt gió chỗ ngồi, đáng sợ không gian hấp lực cuốn sạch lấy hai người, trực tiếp lôi kéo hướng hướng phong bạo trung tâm, rối loạn không gian chi lực, ảnh hưởng ngay cả thế giới của mình đều không thể mở ra. Âm âm không gian phong bạo như nước thủy triều cuốn tới, từng đạo từng đạo kinh khủng xé rách chi lực cuốn về phía hai người. Mục Phong liền tranh thủ thanh mạn kéo qua ôm ôm vào trong ngực, một tiếng gầm nhẹ, thân hóa tu la ma thần đem thanh mạn nâng ở trong tay. A, à, Mục Phong gào thét, bộc phát chính mình tất cả thần lực, muốn dẫy khỏi rời cái này không gian phong bạo, bất quá nơi này không gian lực hút quá kinh khủng, Mục Phong mấy ngàn trượng ma thần thân thể giờ phút này cùng vũ trụ chi lực so ra đơn giản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị cuốn vào có thể chí mạng không gian phong bạo bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2275, không gian phong bạo. Phốc, không gian phong bạo cuốn tại mục phong ma thần trên thân thể, thần lực lĩnh vực vỡ vụn, chỉ thấy từng khối máu phải bị xé nứt, máu thịt be bét, mảng lớn huyết nhục cũng bị xé rách xuống tới. Giống, mục phong cũng không nhịn được phát ra không đồng nhất trận trận thống khổ gầm nhẹ gào thét, cả người huyết nhục bị nhanh chóng xé rách vỡ vụn. Có thể đem hắn nhục thể đều xé rách, chỉ sợ thiên đế bên trong cũng không có mấy người có thể chịu được loại thống khổ này. Mục Phong, thanh mạn sắc mặt đại biến, bất quá bị Mục Phong bảo hộ tại trong lòng bàn tay, không có bị tổn thương gì. Nàng liền tranh thủ chính mình bất hủ lôi thần lực đưa vào Mục Phong trong cơ thể, trợ giúp Mục Phong khôi phục, Mục Phong chính mình bất hủ lôi thần lực, cũng điên cuồng khôi phục, Tu La Thần Ngọc cũng không ngừng điên cuồng tuôn ra khôi phục Mục Phong khí huyết. Đáng giận, nhất định phải chạy đi, không phải sớm muộn cũng sẽ không kiên trì nổi. Mục Phong tuôn ra chính mình có thể tiếp nhận tất cả thần lực, ba loại thần lực bộc phát, ngăn cản không gian cơn bão năng lượng mang đến tổn thương, đồng thời thần niệm lan tràn ra, có thể bao trùm lên trăm vạn giảm không gian, hướng không có không gian phong bạo địa phương phi hành mà đi. Bất quá, tại cái này không gian phong bạo bên trong không có tiến lên một mét đều so bình thường khó khăn mấy chục lần, Mục Phong răng cắn phải kèn kẹt kêu vang, nhẫn thụ lấy thiên đao vạn quả bình thường thống khổ, bất quá coi như như thế, hắn cũng không có buông ra bàn tay, để thanh mạn bị bất kỳ cái gì một tia tổn thương. 10 giảm, 20 giảm, 50 giảm, 100 giảm. Mục phong chấn động tu la thần cánh liều mạng tránh thoát cái này không gian phong bạo phạm vi, bình thường trăm ngàn giảm khoảng cách trong trước mắt liền có thể vừa bay mà qua, mà bây giờ chậm gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Mục phong thần lực, cũng tại mức tiêu hao này bên trong điên cuồng đưa vào tiêu hao, còn muốn tiêu hao đại lượng thần lực bảo hộ thanh mạn. Mục phong, người buông ta xuống A, không cần tại chúng ta trên thân lãng phí quá nhiều thần lực thanh mạn không đành lòng nói ra im miệng ta mục phong còn không có buông tha người bên cạnh tin tưởng ta chúng ta có thể chạy đi mục phong quát ầm lên mỗi một cây thần kinh đều tại tiếp nhận lớn lao thống khổ hắn trên thân huyết nhục đang bị không ngừng xé rách khôi phục cánh tay khớp nối rất nhiều nơi đã có thể thấy được xâm nhiên bạch cốt thanh mạn tu vi nếu là ở cái này không gian phong bạo bên trong chỉ sợ rất dễ dàng liền bị xé nát nhục thể vẫn lạc muốn biết rõ hắn nhục thể cường độ cũng là ngăn cản không nổi cái này không gian phong bạo tổn thương. Đồ đần, người đã đều không yêu ta, tại sao phải liều mạng như vậy bảo hộ ta? Thanh mạn khóc quát, bởi vì, ngươi, là bằng hữu ta, ngươi, là ta mục phong ngủ qua nữ nhân, ta sẽ không buông tha cho bằng hữu của ta, càng sẽ không từ bỏ nữ nhân ta. Mục phong gầm thét ở giữa sông ra một cỗ một cỗ không gian phong bạo bên trong. Bất quá, khoảng cách quá mức xa xôi, bất quá mới phi hành không đến 10 vạn dặm. Mục phong thần lực vậy mà liền đã tiêu hao hơn phân nửa, mục phong trong lòng cũng có chút nặng. Trước kia hải hoàng tộc trên một đời hải hoàng, tu vi bực nào, thiên đế cảnh giới đỉnh phong cường giả, cũng tử vong vẫn lạc tại vẫn thần thâm uyên bên trong, cũng là bởi vì gặp phải cái này không gian phong bạo bỏ mình vẫn lạc tại cái này vẫn thần thâm uyên bên trong. Bao năm qua đến vậy không thiếu tiến vào vẫn thần thâm uyên tìm kiếm thần dược, vẫn lạc tại trong này cường giả. Suốt cục, tại tiến lên ước chừng 30 vạn dặm thời điểm, mục phong thần lực rốt cuộc tiêu hao sạch sẽ ngay cả duy trì cự đại ma thần thân thể thần lực đều không đủ khôi phục trạng thái bình thường tu la thanh mạn cũng không có cách nào bảo hộ mục phong chỉ có thể bản năng ôm lấy thanh mạn ôm vào trong ngực dùng phần lưng đi ngăn cản tiếp nhận càng nhiều không gian loạn lưu phong bạo thanh mạn cũng ôm thật chặt mục phong thân thể mềm mại cũng bị xé rách ra từng đạo từng đạo miệng máu máu me đầm đìa bất quá nàng bản thân mình sức khôi phục rất mạnh Mục Phong lại vì nàng ngăn cản đại lượng tổn thương còn có thể miễn cưỡng tại cái này không gian phong bạo bên trong kiên trì. Mà Mục Phong phần lưng huyết nhục đều sắp bị rào sát xé rách sạch sẽ, lộ ra huyết ngọc bình thường cuộc sống, thần mạch lan tràn trên đó. Như thủy triều cuốn tới thống khổ, cơ hồ đều nhanh để Mục Phong chết lặng, chỉ có thể ôm lấy thanh mạn theo cái này không gian phong bạo, tại mảnh này trong không gian vũ trụ chẳng có mục đích phiêu đáng. Mục Phong, xem ra hai chúng ta đều có lẽ phải chết ở chỗ này. Thanh mạn tại mục phong trong ngực thấp giọng nói, không thể chết, sẽ không chết, chịu đựng, mục phong nhúc nhích thống khổ chết lặng bờ môi. Thanh mạn ngửa đầu nhìn qua hắn đau đến vặn vẹo dừng lại mặt, cánh tay ngọc lan tràn mà lên, ôm mục phong cổ, ngửa đầu hôn lên thanh niên vỡ vụn bờ môi. Mục phong khôi phục chút thanh minh, nhìn qua gần trong gang tắc hương mặt, trong đôi mắt toát ra một chút áy náy. Oanh, đột nhiên, một đợt càng mạnh không gian phong bạo thổi quyển trùng kích tới. Bành, hai người ôm nhau thân hình bị oanh mở, cuốn về phía khác biệt địa phương. Mục Phong, sống sót, lão nương tâm đời này đều đưa tại trong tay ngươi. Thanh Mạn quát ầm lên, thân thể bao phủ tại một mảnh ngân sắc không gian loạn lưu bên trong. Thanh Mạn, không, Mục Phong gào thét lên tiếng, đáy lòng truyền đến một trận tê tâm liệt phế thống khổ. Bất quá, cái này một đợt không gian phong bạo loạn lưu cũng để cho hắn nhục thể trọng thương, lan tràn tại xương cốt thượng thần mạch đều bị trọng thương, cả người liền chỉ còn lại một bộ đẫm máu xương cốt, lá gan, tỳ, phổi, dạ dày đều đã vỡ vụn, chỉ có tu la tâm, lôi thần tâm, còn tại cứng chắc tại cốt khang bên trong, giới châu tại bụng dưới đan điền vị trí. Thần cốt tại không gian phong bạo trung kiên rất, đột nhiên, cũng chính là lúc này, giữa thiên địa không gian phong bạo đột nhiên liền quy về bình tĩnh biến mất, dung nhập trong không gian. Mục phong ý thức cũng là vì đó buông lỏng, cả người triệt để mất đi chi giác cùng ý thức, thân thể rơi xuống, bành một tiếng, xuyên qua tầng một đại khí lưu, rơi vào một mảnh đại địa phía trên một bộ huyết ngọc giống như hài cốt thi thể rơi vào trên mặt đất cánh cốt thân thể đôi mắt trên thân huyết nhục cơ hồ đều bị dao cạo giống như cạo sạch sẽ cực kỳ thảm liệt loại này thương thế tại phổ thông thiên đế bên trong đã nhục thể vẫn lạc duy chỉ có tu la tâm không chết thân bất diệt cái này tựa hồ là một mảnh trong cổ lâm mục phong hài cốt rơi vào mảnh này trong cổ lâm tu la thần ngọc tại tu la trong lòng tuôn ra một gỗ huyết khí tẩm bổ khôi phục mục phong nhục thể tu la tâm chính mình cũng tuôn ra tu la nguyên lực mục phong xương cốt trên dần dần mới sinh sôi dài ra một chút xíu mầm thịt nhìn trong lòng bất hủ lôi lực cúng trợ giúp nhục thể khôi phục tại loại này bản thân chữa trị phía dưới thời gian một ngày thiên đi qua một ngày hai ngày ba ngày tại ngày thứ sáu thời điểm mục phong nhục thể đã khôi phục hơn phân nửa trống rỗng trong hốc mắt thần nhãn sinh ra mà ra trên cánh tay trên đùi xương cốt trên cũng sinh ra ẩn chứa lực lượng đáng sợ cơ bắp ngày thứ tám lúc nhục thể bề ngoài cơ hồ đã khôi phục chỉ có nội tạng còn tại sinh sôi Giống, bất quá lúc này, trong rừng một đầu đáng sợ hung thú từ bụi cây từ đó dò ra thân hình, cái này rõ ràng là đầu viêm lân hổ, tiên đế cảnh giới hung thú. Nó nhìn qua tu la trạng thái mục phong, khóe miệng chảy xuống một tia óng ánh, tại cái quái vật này trên thân, nó cảm giác được một cỗ bàng đại huyết nhục tinh hoa. Nó liếm liếm đầu lưỡi, mở ra cửa đại hổ miệng, sau so chủy thủ dài sắc bén răng nanh cắn thủng hướng mục phong đầu. Vừa ra phong bạo, chẳng lẽ muốn chết bởi gan bàn tay? Đa tạ thái nhất, Lão Trương Giải Phong, ngày hôm qua đi ra ngoài làm công huynh đệ về nhà, uống nhiều khó chịu, ai, tại gia tộc ăn Tết những chuyện này đều không thể tránh cho. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2276, thân hãm luy thế. Một mùi tanh hồi cuốn tới, viêm lân hổ có thể so với tiên khí răng cắn lấy mục phong đầu trên, bất quá răng lại là như là cắn lấy cứng rắn nhất tiên thiết trên đồng dạng, không có có thể cắn nát mục phong đầu. Ngược lại, mục phong trong cơ thể máu thịt bên trong tiềm ẩn bản năng một cỗ thần lực bộc phát ra, viêm lân hổ răng bành một tiếng vỡ vụn. Ô, viêm lân hổ một tiếng rên rỉ, vội vàng nhả ra, đầy miệng máu tươi. ầm ầm, mà lúc này, trên không sấm sét vang động, một cỗ thần thông năng lượng phun trào, chỉ thấy một tấm che trời tấm võng lớn màu bạc bao phủ xuống, ẩn chứa một cỗ không gian cấm cố chi lực, đem viêm lân hổ cùng mục phong bao phủ ở bên trong. Giống, viêm lân hổ liều mạng giấy ruộ bộc phát thú đồng, bất quá không cách nào tránh thoát trương này không gian lưới lớn. Ha 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 ha, nhìn ngươi trốn nơi nào, một trận cười to thân chuyển đến, làm đạo thân ảnh như là tia chớp màu bạc bình thường trong nháy mắt mà tới. Rõ ràng là hai tên bộ dáng quái dị áo bảo màu bạc nam tử. Cái này hai người, thân cao gần một trượt, làn da đều là ngân sắc, hai con người tựa như hai điểm ngân tinh, cõng lên còn có một đôi cánh thịt. Tiên đế đỉnh phong viêm lân hổ, ha ha, lần này có thể đi trở về cùng lão ra gia giao nộp, trong đó một tên nam tử cười nói, đại ca, người nhìn, người này, ngày thường cực kỳ quái dị, vừa mới viêm lân hổ vậy mà đều không có có thể cắn nát đầu của hắn. Một người khác nhìn về phía nằm trên mặt đất mục phong, chỉ thấy lấy người này một thân vải màu đỏ ngòm, áo bào vỡ vụn, trên đầu ngày thường một đôi tử kim thần giác có chút sau cong, hai vai có bén nhọn hộ cổ đâm, bá khí bề ngoài còn có hai điểm dữ tợn đáng sợ. Đây là cái gì hung thú, hai người cũng không có nhìn thấy qua loại này hình thái tu la, còn tưởng rằng là hung thú. Bất kể hắn là cái gì, viêm lân hổ đều cắn không chết, tất nhiên không phải bình thường hung thú, cùng nhau mang đi, hiến cho đại vương tử. Một người khác nói ra, hai người đem giam cầm viêm lân hổ còn có mục phong cùng nhau thu nhập bên trong thiên địa trong thế giới, thân hình hóa thành hai đạo ngân sắc điện quang biến mất không thấy gì nữa. Mảnh này tinh thần trên mặt đất, một tòa hùng vĩ thành thị sừng sững tại phiến đại điện này, trong thành thị sinh hoạt số ngàn vạn hai người như vậy hình thái dị tộc. Thiên địa có tiên thiên tứ cương, hạn bạt, doanh câu, đều là một trong số đó. Hạn bạt, cực âm làm lửa, nắm trong tay hạn bạt thần hỏa, hỏa diễm thần thông kinh người. Doanh câu, càng là một loại cường hãn cương thần, nắm trong tay không gian chi lực. Trong thành này sinh hoạt đều là doanh câu cương thần tộc. Cái này vẫn thần thâm uyên không gian vũ trụ bên trong, lại còn có doanh câu cương thần tộc. Mà tại mảnh này thành thị vị trí trung tâm, có một tòa cao nhập bầu trời sao tháp cao, đỉnh tháp nở rộ thần quang, phóng thích đáng sợ ngân sắc lôi đỉnh tuôn ra quyển mà ra, ẩn chứa kinh người không gian lực lượng. Có thời không ở giữa chi lực tích lũy nhiều liền tuôn hướng hư không, dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, liền hình thành một cỗ đáng sợ không gian phong bạo. Trong thành nơi nào đó xa hoa cung đình trong phủ đệ, cái kia phong ấn kết giới trong lồng giam, từng đầu cường đại hung thú bị phong ấn giam giữ tại kết giới lồng giam bên trong. Đầu kia viêm lân hổ vẫn không cam lòng gào thét công kích kết giới, Bất quá trong kết giới sẽ phóng thích một cỗ đáng sợ tia chớp màu bạc bạo kích tại hắn trên thân thể, điện nó thống khổ kêu rên, không còn dám đi đụng vào. Đây là nơi nào mà lúc này, Mục Phong cũng rốt cuộc khôi phục ý thức, mở mắt ra, nhìn về phía cảnh vật chung quanh. Chỉ thấy mình bị vây ở ngân sắc trong kết giới, chung quanh còn có rất nhiều đồng dạng kết giới, giam giữ đều là một số hình thù kỳ quái thượng cổ hung thú. Đại ca, người rốt cuộc tình, Lăng Vân thanh âm truyền đến, Mục Phong tại hôn mê thời điểm, Lăng Vân một mực tại Mục Phong mìn trong nội tâm trợ giúp Mục Phong khôi phục nhục thể thương thế, không phải, vô ý thức trạng thái phía dưới hắn làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Lăng Vân, đây là nơi nào? Mục Phong ngồi dậy, nhìn qua chung quanh chàng cảnh cao mày nói. Chúng ta rơi vào một mảnh tinh thần đại lục trên, bị hai cái doanh câu tộc người mang đến nơi này. Lăng Vân nói ra, doanh câu tộc, doanh câu cương thần tộc, Mục Phong lóe qua một tia sừng sốt, hắn đứng người lên, bất quá trong cơ thể truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm giác hắn thần nguyên trong biển thần lực vậy mà đều tiêu hao sạch sẽ. Đúng, thanh mạn, mục phong đột nhiên nhớ tới thanh mạn, trong lòng lại hiện ra một trận quặn đau cảm giác. Ngươi trông thấy thanh mạn sao? Mục phong liền vội vàng hỏi. Không có, nàng cuối cùng cùng với ngươi tách ra bị sung kích tán, chỉ sợ. Chỉ sợ đã vẫn lạc, lăng vân thấp giọng nói. Thanh mạn, mục phong nghe vậy lòng như đau cắt, không khỏi nhớ tới cùng thanh mạn gặp nhau thời điểm từng màn tràng cảnh. Cái này thỉnh thoảng cao lãnh, thỉnh thoảng vũ nghị thỉnh thoảng nghịch ngợm việt sắc người ấy thật sự như thế vẫn lạc sao khổ sở rất lâu mục phong thở thật dài một tiếng thật xin lỗi cuối cùng vẫn là không có có thể bảo hộ được ngươi đại ca ngươi cũng không muốn tự trách người đã hết sức trước đó loại kia vũ trụ trong tai nạn chúng ta có thể sống đều đã là may mắn ta công lực cũng cứu ngươi tiêu hao không có mấy bây giờ bị bắt tới cái này doanh câu tộc bên trong chúng ta vẫn là trước khôi phục công lực lại nghĩ biện pháp giết ra ngoài đi lăng vân khuyên nhủ Mục Phong nghe vậy cũng tâm về hiện thực, nhướng mày, vội vàng ngồi xếp bằng mà xuống, phục dụng một cái lục chuyển đế hoàng đan khôi phục công lực. Không có thần lực, hắn cũng chỉ có một thân man lực, một thân thực lực thần thông không phát huy ra trước kia tầng một uy lực. Bất quá lúc này, một đám thân ảnh đi tới, là một đám tương tự người dị tộc, ở giữa một người cầm đầu, mái tóc dài màu bạc, bộ dáng coi như anh Tuấn, phần lưng đồng dạng có đôi ngân sắc cánh thịt. Lão ra, ngày hôm qua chúng ta lại bắt lấy một đầu tiên đế đỉnh phong viêm lân hổ, mai kia tỉ thí chúng ta nhất định có thể thắng. Một tên doanh câu cường giả cười nói, chính là bắt mục phong đến cái kia trong hai người đại ca, ngân lệnh. Đại công tử ngân sán nhướng mày, nói, mai kia tỉ thí nếu là vẫn thua, ta liền để hai người các ngươi huynh đệ xuống dưới cho ăn thú. Hai người nghe vậy trong lòng đều là phát lạnh, đúng, ngày hôm qua trừ bắt được một đầu viêm lân hổ bên ngoài, vẫn bắt lấy một cái kỳ quái hung thú, đại công tử, ngài nhìn, liền là hắn, đây là cái gì hung thú ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngân lệnh ngón tay hướng Mục Phong, Ngân sán nhìn về phía Mục Phong, đánh giá, Mục Phong vẫn như cũ là tu la thân, bề ngoài giữ tợn sắc thực như là hung thú dị tộc, mà Mục Phong cũng đang quan sát đối phương. Đây là cái gì chủng tộc, ta cũng không có gặp qua. Ngân sán cao mày nói, đến một tia hứng thú, cái này ra hỏa, nhặt được nó thời điểm tựa hồ đã đã hôn mê, ta tận mắt nhìn thấy viêm lân hổ cắn đầu hắn đều cắn không nát, nhục thể lực phòng ngự rất mạnh, nói không chừng thực lực cũng rất lợi hại. Ngân lệnh nói ra, mặc kệ hắn là cái gì, mai kia cũng kéo ra ngoài an bài ra sân nhìn xem, lần này, ta tuyệt không thể lại thua cho ngân ngạo cái kia ra hỏa. Ngân sán âm thanh lạnh lùng nói, một nhóm người này cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, xem xét một phen nơi này giam giữ phòng ấn đám hung thú cũng liền rời đi. Mục phong nhíu mày, vừa mới kia cái gì đại công tử thực lực không tệ, thiên đế cảnh giới sơ kỳ tu vi, thực lực không có khôi phục trước không quá dễ dàng đối phó. Buồn cười là, những người này lại đem chính mình làm hung thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 2277, Ngoan cố chống cự. Nguội, ta dáng dấp hung thú sao? Mục phong im lặng, sờ sờ chính mình mặt, trên mặt đều là sắc bén cứng cỏi lân phiến, răng nanh lộ ra ngoài, hai bờ vai cốt thứ cũng là dữ tợn, đang sờ sờ trên đầu bén nhọn thần giác, tăng thêm trên hai tay sắc bén móng vuốt, đại ca, dung mạo ngươi không giống hung thú người đó giống. Mặc kệ, vẫn là trước nắm chặt thời gian khôi phục thần lực, chỉ cần khôi phục thực lực, muốn giết ra nơi này, mấy cái này vớ va vớ vẩn vẫn ngăn không được hắn. Bất quá bây giờ thần lực tiêu hao sạch sẽ, muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong chỉ sợ cũng cần thật dài một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, ngân lệnh dẫn một đám người lần nữa tới nơi này. Kết giới mở ra một đạo phong ấn cửa lớn, trong kết giới, một cố cường đại không gian cấm cố lực lượng giam cầm tại mục phong thân thể ngân lệnh lấy ra một cái ngân sắc vòng bọc tại mục phong trên cổ ngươi hẳn là nghe hiểu được ta nói chuyện một hồi để ngươi làm gì liền làm cái đó nếu dám phản kháng cái này vòng sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ngân lệnh đối mục phong linh hồn truyền âm cho dù là hung thú cảnh giới này cũng là mở linh trí đều thông trí tuệ mục phong lạnh lùng nhìn cái này ngân lệnh một chút cũng không có phản kháng nhìn sang trên cổ mình vòng bất quá một cái cửu giai vòng vẫn tổn thương không hắn sinh mệnh. Ngân lệnh sau đó lại đi cho viêm lân hổ bộ một cái vòng, mở ra kết giới, để viêm lân hổ cùng mục phong, cùng với khác tám đầu hung thú thả ra, nguyên lực là dây thừng, dẫn dắt tại vòng trên, lôi kéo mục phong còn có cái khác cửu thú đi ra. Ngân lệnh bọn người lôi kéo mục phong một đám hung thú rời đi phủ đệ, bay về phía trong thành thị một tòa hình bầu dục đấu thú trường bên trong. Mà lúc này, đấu thú trường bên trong đã là hội tụ đại lượng doanh câu tộc người, rất nhiều người tại hưng phấn điên cuồng giống to. Mà tại trung tâm kết giới đấu thú trường bên trong, có hai đầu hung thú ngay tại điên cuồng chém giết đối cắn, thú nguyên lực đối bính, giao chiến cực kỳ kịch liệt. Trên khán đài, cái kia ghế khách quý vị trên, hai đạo thân ảnh chính quan sát cái này phía dưới hai thú chi đấu. Ngân Kiệt Huynh, nghe nói người lại lấy được một đầu đế thú đỉnh phong viêm lân hổ, một hồi lôi ra đến đọ sức đọ sức. Một tên người mặc áo bảo đen doanh câu tộc nam tử cười nhạt nói. Yên tâm, một hồi sẽ để cho người kiến thức, Ngân Kiệt lạnh lùng nói ra. Bành, mà lúc này, cái kia thú trận bên trong, cái kia một đầu kim sắc thái thản hoàng kim mãng quấn quanh rốt cục cắn quấn ở cái kia màu xanh phong báo thân thể, đem phong báo quấn chặt lại ở, rào sát ở giữa bộc phát ra nhìn nát tan tành không gian lực lượng đáng sợ. Giống, phong báo kêu thảm, nhục thể bị quấn quanh kèn kẹt vỡ vụn vang lên, xương cốt vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Thái thản đế mãng ngụm lớn cắn lấy phong báo thân thể, trực tiếp thôn vệ, tiên đế cảnh giới hậu kỳ hung uy bộc phát, đế thú đỉnh phong phong báo vậy mà đều không phải là đối thủ. Thái thản đế mãng, thái thản đế mãng. Rất nhiều doanh câu tộc người hưng phấn gào thét lên tiếng, lớn tiếng la hét lấy Titan hoàng kim đế mãng. Ha 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 ha, không tệ. Ngân kiệt bên người ngân ngạo viện trưởng cười to, cực kỳ hài lòng cái này thái thản đế mãng biểu hiện. Lão ra, đấu thú kéo tới. Mà lúc này, ngân lệnh cùng một đám cường giả mang lên mục phong cùng cái khác mười đầu hung thú chạy đến. Suốt cuộc đến, ngân kiệt, lần này, cực một ngàn vạn không gian thạch, người dám cực sao. Ngân ngạo nhìn về phía Ngân Kiệt trêu tức hỏi. Ngân ngạo trưởng lão muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng. Ngân Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, vậy ta trước cảm tạ Ngân Kiệt huynh đưa ta ngàn vạn không gian thạch, phái người đấu thú suốt chiến đi. Ngân ngạo cười ha ha, tự tin không gì sánh được nói ra. Bình thường 10 trận thú đấu, 10 trận kết thúc, xem ai đấu thú thắng được nhiều. Ngân lệnh, kéo lên đi. Ngân Kiệt đối Ngân lệnh đạo. Ngân lệnh nhìn về phía không chính mình mang đến 10 đầu hung thú, chọn một đầu phong rực điêu, cũng là đế thú hậu kỳ hung thú. Người đi trên, như bại, một con đường chết, ngân lệnh lạnh lẽo nói ra. Phong dực điêu nghe vậy cổ có chút co rụt lại, toát ra một tia kinh khủng, sau đó hét dài một tiếng hóa thành một đạo thanh quang bay phóng tới thái thản đế mãng. Hai đầu hung thú tại kết giới đấu trường bên trong chém giết. Phong dực điêu tốc độ cũng là kinh người, song trảo liệt thiên, từng đạo từng đạo phong đường trảo sức lực chụp thẳng hướng thái thản đế mãng. Bất quá thái thản đế mãng lần giáp phòng ngửa kinh người, cái kia phong đường trào sức lực chộp vào thái thản đế mãng trên thân thể chỉ để lại từng đạo từng đạo quang ảnh vết cao, không có có thể phá vỡ phòng ngự. Phong dực điêu lại ngưng tụ vô số phong nhận cắt chém xé rách mà ra, thái thản đế mãng gào rú, trong miệng nổi bật một mảng lớn hoàng kim xương độc quét sạch mà ra, ăn mòn tuôn hướng phong dực điêu, phong dực điêu kinh sợ thối lui, bất quá bị độc kia xương mù ăn mòn tràn vào trong cơ thể, thân thể vậy mà sơ cứng, biến thành sắt thép bình thường cứng ngắc, đông một tiếng từ trên không vẫn lạc xuống thái thản đế mãng đập ra cắn chúng quấn chặt lấy phong rực điêu đáng sợ rảo sát lực lượng dưới phong rực điêu bị rảo giết chết phong ha 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 ta cái này thái thản đế mãng thế nhưng là đế thú bên trong khó gặp thái cổ dị chủng huyết mạch ngân kiệt huynh người vẫn là trực tiếp đem người được đến cái kia viêm lân hổ lôi ra tới đi không phải chỉ sợ ta cái này thái thản đế mãng muốn người thắng liên tiếp ngân ngạo nhìn về phía ngân kiệt ngân lệnh người bắt được cái này viêm lân hổ nếu là vẫn bại ta rút người ra ngân kiệt âm trầm nhìn về phía ngân lệnh ngân lệnh trong lòng khẩn trương đành phải phái viêm lân hổ trước ra sân viêm lân hổ bước vào đấu thú trường hai đầu hung thú tại độ triển khai kịch liệt chém giết viêm lân hổ nổi bật thú hỏa kinh người khắc chế thái thản đế mãng xương độc cũng tan ra thái thản đế mãng lân giáp thái thản đế mãng kêu thảm tại hỏa diễm bên trong cuồn cuộn tươi sống bị đốt xiết chuyển về một ván ngân kiệt trên mặt cũng rốt cục nhiều hai điểm ý cười ngân ngạo ai thua ai thắng hiện tại còn không nhất định đây không tệ, bất quá lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu." Ngân Ngạo trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó, chỉ thấy một đầu cao ngất ngàn trượng, toàn thân kim sắc khó lông tóc cự viên bước vào trong kết giới, rõ ràng là một đầu kim cương cự viên. Cái này kim cương cự viên gào thét, bộc phát ra kinh khủng thần lực, đánh về phía Viêm Lân hổ. Viêm Lân hổ phun trào đại lượng thú hỏa quét sạch mà ra, xác thực trực tiếp bị kim cương cự viên cường hãn xông phá hỏa diễm, một quyền hung hăng nện ở Viêm Lân hổ thân thể. Viêm Lân hổ kêu thảm bị một quyền đập bay, xương cốt không biết rõ đoạn bao nhiêu, hai thú kịch liệt chém giết, viêm lân hổ hoàn toàn tại hạ phong. Ngân kiệt thần sắc cũng là lại âm trầm xuống, bành, kết giới chấn động, viêm lân hổ bị một quyền đánh vào kết giới năng lượng trên vách, kim cương cự viên xông lên một quyền nện bạo đối phương đầu, viêm lân hổ trực tiếp vẫn lạc. Được, đấu thú trường bên trong, lại vang lên một mảnh tiếng khen. Ngân lệnh, đây chính là người bắt viêm lân hổ, ngân kiệt nổi giận lên tiếng, nhìn về phía không ngân lệnh. Ngân lệnh dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói: Lão gia, cái kia kim cương cử viên là thái cổ dị trùng, viêm lân hổ không địch lại cũng là bình thường. Hôm nay ta nếu là thua, người sẽ biết tay. Ngân Kiệt âm trầm nói: Ha 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 ha, Ngân Kiệt trưởng lão a, không nên tức giận. Dù sao ngươi cũng không phải thua với ta lần một lần hai. Ngân Ngạo ha ha cười nói: Một đầu kim cương cử viên mà thôi, thả ta tự do, ta giúp ngươi làm thịt, thắng được hôm nay đánh cược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2278, đáng sợ hung thú. Mà lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, tám đầu hung thú bên trong, Mục Phong đạm mạc nói ra. "A, à, Ngân Kiệt, Ngân Ngạo hai người lập tức nhìn về phía Mục Phong, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Tốt sẽ nói khoác lác hung thú, Ngân Kiệt trưởng lão, bất quá cái này hung thú tính cách thật đúng là giống ngươi. Ha ha, đây là cái gì hung thú? Lão phu chưa từng thấy qua." Ngân ngạo mỉa mai cười nói, Ngân Kiệt nhướng mày, nhìn về phía Mục Phong, làm càn, người như thế nào cùng người lớn nói chuyện đây? Ngân lệnh quát lạnh, một đạo ngân sắc roi lôi điện quất hướng Mục Phong. Bất quá cái này roi lôi điện đánh đánh vào Mục Phong thân thể, một tia vết thương đều không có lưu lại. Mục Phong lạnh lùng hai con người nhìn về phía Ngân lệnh, cái kia sắc bén ánh mắt cùng trên linh hồn uy áp để Ngân lệnh trong lòng cũng nhịn không được run lên, vậy mà sinh ra một tia tâm mang sợ hãi. Đáng giận, ta sợ ngươi làm gì, muốn chết. Ngân lệnh là chính mình sinh ra một tia e ngại cảm giác được não giật, dẫn động Mục Phong trên cổ vòng, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ không gian thần lôi. A, à, Mục Phong kêu thảm, ôm đầu ngã trên mặt đất, thống khổ phải run rẩy. Bất quá trên thực tế, hắn một chút sự tình đều không có, làm như vậy chỉ là là diễn kịch, làm cho đối phương tin tưởng hắn chính mình sinh tử nắm giữ trong tay hắn. Dừng tay, bất quá lúc này Ngân Kiệt quát lạnh nói, Ngân lệnh nghe vậy lập tức đình chỉ dẫn động vòng bên trong thần văn, mục phong từ dưới đất bò dậy thân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngân ngạo ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu là có thể giết hắn ta lưu ngươi một mạng ngươi nếu là bại vậy ngươi cũng đi chết đi ngân kiệt nhìn qua mục phong lạnh lùng nói ra nếu là ta có thể giúp ngươi thắng được hôm nay đánh cược đâu mục phong đạm mạc nói vậy ta có thể cân nhắc thả ngươi tự do thậm chí để ngươi làm ta cửa khách ngân kiệt nói một lời đã định mục phong khóe miệng xẹt qua một tia đường cong Hắn nhìn về phía trong thành một cái hướng khác, hắn đi tới nơi này tòa thành thị liền cảm ứng được một vật. Thần lôi, phi thường cường đại một loại thần lôi, vốn là muốn khôi phục thực lực sau giết ra ngoài, bất quá bây giờ, đã cảm nhận được cái này thần lôi, vậy nhất định liền muốn lưu lại làm hiểu rõ, nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đoạt được luyện hóa. Nếu có thể làm hiểu rõ hắn đầu tiên phải có thể tại cái này trong thành thị tự do hoạt động. Mục phong chấn động tu la thần dực, hóa thành một đạo huyết quang bay vào đấu thú trường trung tâm. a à, đây là cái gì hung thú trước kia tại sao không có gặp qua không biết rõ a à, có lẽ là cái gì chưa từng gặp qua chủng loại đi kim cương cự viên nện đánh hắn trên khán đài vô số doanh câu tộc người gào thét lên tiếng kim cương cự viên nhìn qua mục phong gầm lên giận dữ song quyền nện ở lồng ngực phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm chấn người não hải vang ong ong chấn động thần hải tiểu bất điểm chết kim cương cự viên nhe răng cười thân thể đạp mạnh ngàn trượng to lớn kinh khủng thân hình chạy về phía mịt mù tiểu uyển như hạt cát mục phong oanh hắn một quyền cuồng bạo hướng mục phong nện xuống kinh khủng lực sức lực đánh thẳng tới nắm đấm đánh nát không gian hướng mục phong thân hình bao phủ xuống bành nổ vang rung trời âm thanh truyền đến toàn bộ đấu thú trường đều là run lên kim cương cự viên nắm đấm rơi vào mục phong thân hình trên phế vật đều không biết rõ tránh sao ngân kiệt nổi giận hắn chả coi là cái này hung thú có thể cho hắn mang đến một tia kinh hỉ đế thú bên trong ai dám ngạnh kháng kim cương cử viên một quyền, cái kia hung thú, chỉ sợ đã thành cho. Ngân ngạo cười lạnh, ta còn tưởng rằng có thể có cái gì khác biệt đây. Ha 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 ha, không chịu nổi một kích, kim cương cử viên nhe răng cười, đang muốn thu quyền, bất quá lúc này phát hiện, nắm đấm lại là thu không trở lại. Giống, mà lúc này, hắn quyền hạ vang lên rít lên một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh thân thể một trượng trượng biến lớn, trong nháy mắt loại kia so kim cương cử viên còn cao lớn hơn, huyết sắc móng vuốt, chính nắm kim cương cử viên nắm đấm, so kim cương cử viên vẫn cao hai điểm. Kim cương cử viên, còn có tất cả người đều là sửng sốt nhìn qua cái này một tôn huyết sắc ma thần. Mục phong khóe miệng hiện ra tia giữ tợn cười lạnh, một tay dùng sức một cái ném qua vai, đáng sợ thần lực bộc phát. Bành, kim cương cử viên một tiếng hét thảm, bị hung hăng đập xuống đất, cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới chân phun ra máu tươi. Bạch, sau đó, một đạo sắc bén huyết sắc móng vuốt hung hăng đâm vào hắn lồng ngực, kim cương cử viên không thể phá vỡ nhục thể, bị một kích đâm xuyên, móng vuốt đâm vào tâm tạng bên trong. Giống, kim cương cử viên kêu thảm, trong cơ thể huyết khí trong nháy mắt tràn vào mục phong trong cơ thể bị hấp thu, hô hấp ở giữa biến thành một bộ to lớn thây khô. Mục phong đá một cái bay ra ngoài, kim cương cử viên thi thể bay đụng vào kết giới trên, chia năm xẻ bảy. Yên tĩnh, giờ khắc này, toàn trường trong nháy mắt yên lặng lại. Thực lực cường hãn kim cương cử viên, bất quá một ném một kích liền gạt bỏ tốt, Ngân Kiệt lớn tiếng gọi tốt, kinh hỉ nhìn qua Mục Phong. Ngân lệnh trong đôi mắt cũng tận là chấn kinh, chính mình ngẫu nhiên bắt trở lại cái này hung thú, như thế cường đại. Được, sau đó, toàn trường cũng bộc phát ra tiếng hoan hô, sợ hãi thán phục cái này hung thú thực lực. Ngân ngạo sắc mặt có chút âm trầm, cái kia kim cương cự viên thế nhưng là hắn hung thú bên trong số một số hai cường đại hung thú. Cái kế tiếp, Mục Phong lạnh lẽo nói, để xong đầu long lang xuất chiến, Ngân ngạo âm thanh lạnh lùng nói, giống, Dứt lời, phía dưới lồng thú trong kết giới, một đầu toàn thân vảy giáp màu đen, sinh trưởng hai cái đầu to lớn ác lang gào thét lên tiếng, từ trong kết giới bay ra, bay về phía mục phong. Song đầu long lang, đây chính là đế thú bên trong đều số một số hai cường đại hung thú. Ngân kiệt sắc mặt có chút ngưng trọng xuống tới, giống, song đầu long lang gào thét, u lãnh con người nhìn qua mục phong, để lộ ra không tàn nhẫn chi sắc. Bành, nó no bốn chảo huy động, thân thể bành một tiếng hóa thành một đạo hắc quang phóng tới mục phong, hai cái đầu bên trong vậy mà phun ra không đồng nhất đỏ một lam hai loại khác biệt hỏa diếm cột sáng oanh diệt mà tới, phần lực kinh người. Bạch, mục phong thân thể khẽ động, cơ hồ là trong nháy mắt một cái lắc mình liền tránh thoát hai đạo hỏa diếm cột sáng công kích, nháy mắt sau đó, đi vào song đầu long lang đỉnh đầu, một cước ẩn chứa vạn quân thần lực đạp xuống. Bành, một cước này đạp ở song đầu long lang thân thể, song đầu long lang kêu thảm, trực tiếp bị một cước đạp bỏ tới trên mặt đất, xương cốt chấn vỡ, Mục Phong hai tay nắm lấy song đầu long lang hai cái đầu, ở giữa xé ra. Xoẹt xẹt, chỉ thấy máu tươi phốc phốc phun tung tóe, song đầu long lang hai cái đầu phát ra tiếng kêu rên, sau đó thân thể trực tiếp bị xé nứt hai nửa, một thân huyết khí bị Mục Phong hấp thu. Mục Phong tiện tay ném một cái, hai nửa thây khô bị ném mở, toàn trường rung động, một chiêu liền xé thành hai nửa, đây cũng quá tàn bạo đi. Ngân ngạo trên mặt đều hiện lên ra một tia chấn kinh. Đạp thiên tượng xuất chiến, ngân ngạo gầm thét lên. Sau đó, một đầu đáng sợ viễn cổ lông dài cử tượng xông vào thú trận, vòi voi ẩn chứa băng thiên chi lực, dài ngắn co vào tùy tâm đánh thẳng hướng Mục Phong, va chạm ở giữa có vỡ trời chi lực. Mục Phong hai cánh mở ra, hóa thành một đạo kinh khủng huyết quang vạch một cái mà qua, cánh nhọn tựa như sắc bén nhất cắt cắt qua cái này đạp thiên tượng thân thể, đạp thiên tượng phốc vẩy một tiếng, bị cắt chém thành trên dưới hai nửa, một chiêu miểu sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 2279, nhập doanh câu cung. Ha 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 ha, tốt, tốt, làm tốt lắm, ngân lệnh, người rốt cuộc vì bản tỏa chộp tới một đầu tốt hung thú. Ngân Kiệt cười to, nhìn về phía ngân lệnh, hắc hắc, ta liền biết rõ cái này hung thú sẽ không để cho đại nhân thất vọng, đây đều là ngân lệnh phải làm. Ngân lệnh cười nói, nhìn về phía mục phong, trong lòng cũng là rung động. Cái này ra hỏa, không khỏi cũng quá cường hãn, đỉnh phong đế thú một kích liền có thể miểu sát, hắn thực lực chỉ sợ cũng không phải cái này hung thú đối thủ. Hắn âm thầm may mắn, còn may là tại cái này hung thú hôn mê thời điểm bắt lấy đối phương, không phải chỉ sợ còn không nhất định có thể mang về được. Sau đó, lại là một trận chiến, mục phong đều không ngoại lệ, lại là một kích gạt bỏ đối phương. Thứ năm chiến thời điểm, là một đầu thanh mộc cự lang, bị mục phong một móng vuốt cắt xuống đầu, tử vong chiến bại. Mục phong một người liền là ngân kiệt cầm xuống năm thắng, tăng thêm trước đó một thắng, 10 trận chiến 6 thắng, phá này đánh cược, ngân ngạo bại. Huyết ma, huyết ma, vô số doanh câu tộc người người xem cao giống, bọn hắn không biết rõ mục phong chủng tộc, cho mục phong lấy một cái huyết ma danh tự. Ngân ngạo sắc mặt âm trầm, băng lãnh nhìn qua mục phong, cái này ngân kiệt là từ đâu tìm đến lợi hại như vậy một cái quái vật. Ha 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 ha, ngân ngạo trưởng lão, lần này thế nhưng là người bại, một ngàn vạn không gian thạch, một khối cũng không thể thiếu A. À. Ngân kiệt trong lòng khoái ý, đắc ý nhìn qua ngân ngạo. Yên tâm, ta tự sẽ để cho người ta đưa đến chỗ ở của ngươi, hừ, ta nhìn ngươi có thể đắc ý bao lâu. Ngân ngạo hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo mang người rời đi. Mục Phong từ đấu thú trường bên trong trở về, nhìn về phía không ngân kiệt, nói, đại nhân, có thể hay không thực hiện ngươi hứa hẹn. Ngươi là chủng tộc gì, kêu cái gì, nhưng nguyện lưu tại chúng ta dưới trướng vì ta hiệu lực. Ngân Kiệt nhìn qua Mục Phong nói ra, tại Hà Tu la tộc Mục Phong, nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Mục Phong có chút thi lễ nói, tu la tộc tu la tộc ta biết rõ bất quá người cùng bình thường tu la có chút khác biệt a à, rất tốt về sau ngươi chính là ta trong phủ môn khách ta thân vệ ngân lệnh cho mục phong hái vòng ngân kiệt có chút sửng sốt sau đó gật đầu nói mục phong giúp hắn thắng một ván hắn cũng là tâm tình thật tốt ngân lệnh vội vàng đi là mục phong hái vòng cười nói mục phong huynh đệ vừa mới có nhiều đắc tội chớ trách móc mục phong thực lực về sau tất nhiên là đại nhân dưới trướng hồng nhân hắn lập tức liền biến thái độ Mục Phong có chút cười một tiếng, lộ ra có hai điểm dữ tợn. Cái khác hung thú đều là hâm mộ nhìn qua Mục Phong, thú tộc tại mảnh này đại lục đều không có địa vị gì, đều là biến thành nô lệ tỏa kỵ, có thể trở thành một cái thiên đế cường giả môn khách, tự nhiên là bọn chúng hâm mộ khó lường. Tốt, trở về đi, ha ha, hôm nay kiếm lời một ngàn vạn không gian thạch, càng trọng yếu là áp chế ngân ngạo lão thất phu kia nhuệ khí, thống khoái, trong phủ bầy yến ba ngày. Ngân Kiệt cười to, xoay người đi đầu rời đi, Mục Phong bọn người cùng thú cũng là đi cùng cùng nhau về Ngân Kiệt phủ đệ. Trên tiệc rượu, Mục Phong cũng chủ động cùng Ngân Lệnh nói chuyện với nhau, biết được mảnh này trong đại lục tin tức. Bọn này doanh câu tộc liền là sinh ra tại Vẫn Thần Thâm Uyên bên trong một đám chủng tộc, tộc đàn thế lực không yếu, có hơn 20 tên thiên đế, hơn trăm triệu tộc nhân, doanh câu vương là thiên đế đỉnh phong cường giả, Ngân Kiệt, Ngân Ngạo đều là trong chủng tộc thiên đế trưởng lão, quyền cao chức trọng. Bởi vì nơi này sinh tồn hoàn cảnh càng thích hợp doanh câu tộc sinh tồn, cái này doanh câu tộc cũng không có đi ngoại giới phát triển, không phải Nam Hải Tiên vượt bên trong lại có thể thêm một bá tộc thế lực. Biết được một số tình huống căn bản sau Mục Phong cũng lưu tại Ngân Kiệt trong phủ đệ khôi phục thực lực mình. 10 ngày sau, Mục Phong ra Ngân Kiệt phủ đệ, sử dụng huyễn thuật, đem chính mình biến ảo thành doanh câu tộc người bộ dáng, bay về phía cái này doanh câu thành trung tâm. Không lâu sau đó, Mục Phong đi vào một mảnh bên ngoài Hoàng Cung, nhìn về phía trong Hoàng Cung cái kia cao vạn trượng tháp, chỉ thấy cái này tháp cao ở vào một mảnh hoàng cung trung tâm, toàn thân ngân sắc, cao tới vạn trượng, không ngừng phóng thích một cỗ cường đại ngân sắc sức mạnh sấm sét. Mục Phong trong cơ thể miền tâm cũng đang biên cuồng nhảy lên, phóng xuất ra một loại đói khát cảm giác. Không gian thần lôi, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, trên mặt toát ra vẻ vui mừng. Xem ra, vẫn thần không gian bên trong không gian thần lôi chính là sinh ra cái này trong tháp cao, phóng thích nhập toàn bộ không gian. Bất quá cái này hoàng cung, hẳn là doanh câu vương hiện đang ở chi địa đi. Mục Phong thầm nghĩ, xuất ra truyền âm thần phù, hướng bên trong truyền một đạo thần hồn truyền âm. Không gian này thần lôi đã bị cung cấp trong hoàng cung, khẳng định cũng là cực kỳ được coi trọng bảo vật, hắn một người muốn cướp đoạt được đến chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mà lúc này, Mục Phong một cái khác đạo thần hồn truyền âm truyền vào hắn một đạo ngọc phù bên trong, Mục Phong đọc đến về sau nhớ mày, là ngân lệnh truyền âm cho hắn, để hắn hồi phủ có việc gấp. Mục Phong xoay người phá không mà đi, rất nhanh liền trở lại ngân kiệt phủ đệ, Ngân Kiệt phủ đệ, một đoàn cường giả ngay tại hội tụ. Mục Phong huynh đệ, người tới, Ngân Lệnh vội vàng chào đón. Ngân Lệnh huynh, có chuyện gì gấp? Mục Phong nhìn về phía ngay tại tập kết trong phủ các cường giả. Hôm nay chúng ta muốn theo đại nhân vào cung, Vương thượng hôm nay muốn làm tiệc cưới, chúng ta đều muốn tiến cung chúc mừng. Ngân Lệnh nói ra, Mục Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, muốn vào cung, vừa vặn nhìn có cơ hội hay không tiếp cận cái kia tháp cao. Đúng, Ngân Lệnh huynh, ta có hỏi một chút trong vương cung cái kia tháp cao là cái gì? Mục Phong tiến vào tập kết đội ngũ, thấp giọng hỏi. Đó là chúng ta doanh câu tộc đệ nhất đất lành để tu hành, không gian lôi tháp, trong tháp có một thần vật, không gian lôi nguyên tinh, là tộc ta chấn tộc chi bảo. Ngân lệnh giải thích nói, không gian lôi nguyên tinh, Mục Phong nghe vậy con người lập lè, sau đó liền không có hỏi nhiều cái gì. Lúc này Ngân Kiệt đi ra, nhìn qua chúng nhân nói, hôm nay theo ta vào cung, đều không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa, nếu ai dẫn suốt cái gì chuyện rắc rối chờ trách ta không lưu tình. Ừm, đám người vội vàng hẳn là, Ngân Kiệt mang theo hơn 100 tên tiên đế cảnh giới doanh câu tộc cường giả hướng doanh câu tộc Hoàng Cung mà đi. Doanh câu tộc Hoàng Cung, bốn phía đều là ngân sắc hùng vĩ cung điện, cường giả đông đảo. Ngày hôm nay trong vương cung náo nhiệt nhất, doanh câu tộc 28 vị thiên đế trưởng lão cùng nhau tiến vào trong vương cung diện thánh. Một chỗ cung điện bên trong, Trang điểm trước bàn gương, một tên dung nhan khuynh thành tuyệt sắc nữ tử ngồi tại cảnh trước sân khấu, hai tên doanh câu nữ tử ngay tại vì nàng trang điểm, xuyên qua một bộ trang sức màu đỏ. Nương nương thật sự là xinh đẹp, ta còn không có gặp qua nương nương như thế xinh đẹp mỹ nhân đây. Một cái doanh câu cung nữ cũng nhịn không được sợ hãi than nói. Kia là đương nhiên, nghe nói nương nương là thượng thiên ban ân, vương thượng từ không gian phong bạo bên trong cứu, trời ban chúng ta doanh câu tộc đây. Một cái khác cung nữ nói, mà lúc này điện bên ngoài một tên người mặc ngân sắc long bào nam tử long hành hổ bộ mà đến, cung trong thị nữ, hộ vệ ào ào quỳ xuống hành lễ. Cái này nam tử đi vào trước bàn gương, nhìn qua một bộ trang sức màu đỏ nữ tử, trong đôi mắt đều toát ra kinh diễm thần sắc. Vương thượng hai tên cung nữ liền vội vàng khom người hành lễ, lui ở một bên. Người này chính là doanh câu vương, ngân bá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.